Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2. Tập 109. Chương 1081, Tiền Đa Đa khô héo. Hai người sau khi ăn một bữa đại tiệc hải sản nguyên thủy nhất, Vân Hiển liền đi tìm Khổng Tú. Trong phòng gỗ của Khổng Tú có hai thiếu nữ, nhìn một cái biết ngay là mỹ nữ thổ dân, một đang quạt cho ông ta, một quỳ trước bàn gỗ, ôn nhu điều chế đàn hương giúp ông ta ngưng thần tĩnh khí. Nếu như bỏ qua hai mỹ nữ này để mình trần và màu da của họ, Vân Hiển sẽ hoài nghi đây là nữ tử mà lão sư lén lút mang từ Đại Minh tới. Thấy Vân Hiển cứ nhìn bầu ngực no tròn của thiếu nữ, Khổng Tú ho một tiếng, định lực đâu. Vân Hiển ngượng ngùng thu ánh mắt lại, trước kia lão sư bảo ta phải biết phóng túng mà. Lão thần cho điện hạ phóng túng, chẳng qua là hoàng hậu không cho, khi ấy điện hạ chỉ là một hoàng tử. Có thể phóng túng, người lại khắc chế bản thân, giờ thời cơ đã mất rồi, thế thì điện hạ tiếp tục khắc chế đi. Khổng Tú cười rất bất lương, Vân Hiển rất muốn phản bác, nhưng nghĩ rồi lại thôi, ngồi đối diện Khổng Tú, dù sao định lực của hắn ở mặt này coi như cũng được. Trải qua cái lần được Khổng Tú dạy dùng tiền đánh giá mọi thứ, đối với chuyện nam nữ hay ái tình gì đó, Vân Hiển đều coi rất nhạt nhòa. Hắn biết, chỉ cần mình muốn, mỹ nữ cỡ nào không có được, phụ hoàng dùng khoái thuyền gửi thư cho ta, nói đợt di dân đầu tiên sẽ tới Diêu Châu trong nửa năm. Bao nhiêu người? 16 vạn. Khổng Tú hít sâu một hơi, 16 vạn, chẳng phải là hạm đội còn lớn hơn hạm đội Trịnh Hòa hay sao? Đây là con số quá kinh khủng, điện hạ chắc chứ? Chắc chắn, phụ hoàng ta đã mở cấm biển một cách triệt để rồi. Ai, bệ hạ quá nóng vội rồi. Lão sư đang nói chuyện phụ hoàng ta đưa di dân vượt Nam Dương, trực tiếp tới Diêu Châu sao? Chính thế, để ổn thỏa, bệ hạ nên gần trước xa sau, khai phát Xiêm La, Mã Lục Giáp, Chảo Oa rồi tiếp tục tới Diêu Châu mới là thượng sách. Nay bệ hạ đi bước đầu tiên đã là Diêu Châu, điện hạ có thể giải thích cho lão thần không? Vân Hiển lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng nếu mẫu hậu ta đã lấy cả tiền son phấn ra giúp ta thì chúng ta không có đường từ chối nữa. Nói cách khác, 6 tháng sau chúng ta phải bố trí 16 vạn người, sau này, mỗi năm đều tiếp nhận số di vân khác nhau, còn phải đảm bảo họ sống tốt hơn ở bản địa Đại Minh. Điều này là không thể nào. Khổng Tú thấy đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, đưa tay ra, lấy ra đây. Cái gì? Vân Hiển không hiểu, sách lược phú dân của bệ hạ. Không có. Không có. Khổng Tú nghe vậy lập tức ngồi dậy, ngây ra một lúc rồi lấy tấm hải đồ cực lớn trải lên bàn, gạt tất cả mọi thứ đi, bắt đầu suy ngẫm, Vân Chiêu không phải là vị hoàng đế vô lý. Y làm bất kỳ chuyện gì cũng có kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ, lần này vì sao không nói trước, không đưa sách lược, chỉ ra một ý chỉ vô lý thô bạo như thế. Trong chuyện này, chắc chắn có điều gì đó mà không ta không chú ý hoặc bỏ qua. Lão sư chìm vào trầm tư, Vân Hiển không quấy nhiễu nữa, ném khó khăn cho người khác rồi, hắn thấy toàn thân nhẹ nhõm. Cái ý chỉ này của phụ hoàng được hắn nghiên cứu rất lâu rồi, cảm giác đây là cái hố lớn. 6 tháng sau phụ hoàng sẽ đem những nhân vật tinh hoa còn sót lại ở Đại Minh đưa hết tới Diêu Châu. Theo như tin tức mẫu thân nói trong thư, phụ hoàng đang làm một việc vô cùng trọng yếu, hơn nữa còn thời gian dài rồi. Rốt cuộc là gì, Vân Hiển không cách nào biết được. Vân Chiêu ngồi trong thư phòng yên tĩnh xem văn thư giám sát bộ đem tới, Lê Quốc Thành ở bên cạnh không ngừng tính toán gì đó, thư phòng lúc này đã được thị vệ phong tỏa nghiêm ngặt. Dùng suốt cả một buổi sáng, Vân Chiêu xem hết văn thư hay mi tâm hỏi, bao nhiêu? Lê Quốc Thành toát mồ hôi, danh sách thống kê 1.8716 người. Vân Chiêu mệt mỏi dựa mình vào lưng ghế, toàn bộ 19.4512 người. Vậy bao nhiêu người thoát ly danh sách này? Lê Quốc Thành gảy bàn phím rất nhanh, 3.515 ạ. Vân Chiêu thở dài, công năng giáo hóa không đủ. Bệ hạ, nếu toàn bộ số người này đều tới Diêu Châu sẽ xảy ra đại loạn. Không loạn được, bọn họ không cách nào tiếp nhận sự thống trị của Hoàng Triều. Dưới sự thống trị của chúng ta, họ thấy sống không bằng chết, lại không thể giết sạch, cho họ con đường sống cũng không tệ. Bọn họ muốn có một hoàng đế tối cao vô thượng để họ quỳ bái, hành động hợp kỳ vọng của họ, về phần hoàng đế họ Chu hay họ Vân họ không quan tâm.
Trong sinh mạng của họ, không thể không có hoàng đế, thiếu đi hoàng đế, bọn họ thiếu mất chỗ gửi gắm tinh thần, không biết cách nào sống tiếp, vậy thì trẫm cho họ một hoàng đế như mong muốn. Bệ hạ nhân từ. Lê Quốc Thành tôn kính khom người, Vương triều Lam Điền từ khi lập quốc tới nay chưa từng tiến hành các hoạt động thanh trừng quy mô lớn. Hành động này giúp Đại Minh tuy giữ được nguyên khí, nhưng cũng giữ lại những thói quen không tốt. Cùng với cuộc sống nâng cao, một bộ phận đã quên Vương triều Chu Minh, nhưng cũng có một bộ phận ăn no uống đủ rồi càng thêm nhớ nhung Vương triều đã mất. Đó là cái thói lòng tham không đáy, bọn họ muốn có quyền lực cao hơn người một bậc, chứ không phải cùng một đám bách tính không nhận ra nổi mặt chữ cùng thương thảo quốc gia đại sự. Nếu chỉ là một bộ phận nhỏ nghĩ thế, Vân Chiêu bỏ qua cũng được, không thì mạnh tay xử lý. Nhưng 300 năm nuôi sĩ tử bằng văn bát cổ của Đại Minh đã sinh ra rất nhiều người như thế. Giết chẳng thể giết, để lại vô dụng lại còn nhiều hệ lụy xấu. Sau khi trải qua cân nhắc thận trọng, Vân Chiêu thấy nên cho họ một cơ hội thi triển tài hoa. Từ xưa tới nay, giai cấp đặc quyền chưa bao giờ biến mất, giai tầng đặc quyền cũ bị đánh bại, giai tầng đặc quyền mới nhanh chóng bổ sung vào. Nếu giai tầng đặc quyền cũ còn lưu luyến, giai tầng đặc quyền mới cũng có thể mang chiến lợi phẩm của họ rời Đại Minh, ra biển tiếp tục mở rộng tham vọng, vậy chuyện này có thể xử lý một lúc. Đây đúng là vụ mua bán tốt. Xử lý xong chính sự, Vân Chiêu về hậu trạch. Tiền đa đa mất đi tiền tài giống như quả bóng bị xì hơi, chán đắp cái khăn, rên hừ hừ dưới ánh mặt trời, tựa hồ vô cùng thống khổ. Đem tiền đi ủng hộ nhi tử, đâu cần phải thống khổ như thế. Vân Chiêu ngồi bên cạnh Tiền đa đa, nắm tay nàng, thiếp biết, thế sao còn đau khổ như thế? Thiếp không biết vì sao nữa, nhìn bọn họ khuân tiền tài khỏi kho, thiếp thấy không thở nổi. Tiền đa đa yếu ớt nói, năm xưa có lẽ không nên đặt cho nàng một cái tên như vậy, để cái tên vận vào người. Vân Chiêu lại dỗ, tiền tài kiếm để dùng, không dùng sao có thể kiếm được nhiều hơn. Thiếp biết, vậy thì đừng quá đau lòng nữa, chúng ta chuẩn bị một chút, sắp ăn tối rồi, nghe nói hôm nay chủ tử chuẩn bị xôi gà, đó là món nàng thích ăn nhất. Ừm, thiếp biết rồi. Tiền đa đa không có tiền giống như một đóa hoa không được tưới nước, héo rũ chẳng còn sinh khí. Khi ba người ăn cơm với nhau, đôi mắt lớn của Tiền đa đa cứ nhìn chằm chằm Phùng Anh. Phùng Anh không thèm để ý, thong thả ăn cơm của mình. Chia tiền tài của cô cho ta một nửa. Tiền đa đa đột nhiên nói, Vân Chiêu thấy yêu cầu này rất vô lý, không ai đồng ý hết. Không ngờ Phùng Anh lấy chìa khóa bên hông đưa Tiền đa đa, không có nhiều đâu, cho cô cả đấy. Tiền đa đa nhận lấy chìa khóa, tựa hồ tinh thần tức thì khôi phục lại, ăn vô cùng ngon lành. Chương 1082, tiền ném ra không phải để chơi. Buổi tối khi đi ngủ, Vân Chiêu nhìn Phùng Anh ngồi bên bàn trang điểm thong thả cởi bỏ trang sức trên người mới hỏi chuyện xảy ra ở bữa cơm, hôm nay sao nàng lại rộng lượng như thế. Phùng Anh quay người lại, chẳng lẽ trong mắt phu quân, thiếp là một người bủn xỉn sao? Đổi lại người khác nàng khả năng còn rộng lượng, đối với Đa Đa hình như nàng có mấy khi nhân từ đâu. Đa Đa không chống đỡ nổi nữa. Vân Chiêu khẽ thở dài, 16 vạn người rời Đại Minh tới Diêu Châu, không khác gì 16 vạn quân viễn chinh, chi tiêu vô cùng lớn, một mình Tiền Đa Đa thực sự không gánh nổi. Phùng Anh tới bên Vân Chiêu ngồi xuống, chàng làm thế có đáng không? Không thể trì hoãn được nữa, những văn nhân cũ phân tán khắp nơi ở Đại Minh kia, bọn họ tuy không đảm nhận chức vị gì trong triều. Nhưng ở dân gian, tiếng nói rất lớn, uy vọng của họ vẫn còn, bọn họ không dám đối đầu với Hoàng Triều, nhưng kéo tụt tư tưởng bách tính vẫn có thể. Ta đã nhận ra bách tính càng ngày càng xu hướng quay lại con đường cũ, không thể không kể tới ảnh hưởng của đám văn nhân này. Nếu để ảnh hưởng ngược trở lại quan viên của chúng ta, nó sẽ thành vấn đề lớn. Thiếp không để ý đám văn nhân cũ đó có đi hết chăng nữa, chỉ sợ loại tướng quân như Lý Định Quốc mà đi, sẽ tước bớt thực lực bản địa. Vân Chiêu lắc đầu, không lo, kẻ địch không còn, đám tốt nghiệp sinh trường quân sự có thể chống đỡ một thời gian. Ý, hôm nay nàng dùng tinh dầu hoa hồng sao? Đúng thế, Đa Đa nói rất hữu dụng, chàng rất thích. Nói vớ nói vẩn, ta chỉ đơn thuần thích thân thể các nàng, không liên quan gì tới tinh dầu. Còn lời khen ngợi nào hay hơn như thế nữa? Phùng Anh nguýt một cái, đóng cửa lại, cẩn thận Vân Xuân, Vân Hoa mượn cớ chạy vào. Vân Chiêu đóng cửa. Vân Xuân Vân Hoa đột nhiên nhớ ra áo ngủ của thiếu gia cần đem thay, đẩy cửa một cái, nghe thấy tiếng rên rỉ như có như không của Phùng Anh, hậm hực dẫm chân rời đi.
có được một phần tiền tích góp của Phùng Anh, tiền đa đa trông dễ coi hơn nhiều, ít nhất sáng sớm còn có tâm tình tưới nước cho hoa mạt lị. Hoa mạt lị trong phòng ấm đã nở ra những đóa hoa vàng nhạt, không khí tràn ngập một mùi thơm. Hoa mạt lị cũng là do Phùng Anh trồng, khi nàng vào phòng thì tiền đa đa đã giúp tưới hoa xong. Tiền đa đa hít hít người Phùng Anh, hương hoa đậm như thế cũng không che được mùi hôi của hồ ly tinh trên người cô. Phùng Anh nghiến răng, biết rõ sẽ ăn đòn mà cô không biết sửa à. Xem hai người vội vàng thành dạng gì, ngay cả áo trong chưa thay đã làm bậy. Phùng Anh, trước kia sao ta không nhận ra cô lại như thế đấy, cẩn thận, phu quân không phải của một mình cô. Tiền đa đa nói, thấy Phùng Anh không đánh mình, thở dài, xem ra cô hết tiền thật rồi, chỉ có hơn 100 vạn, cô đúng là đồ quỷ nghèo. Phùng Anh hít sâu một hơi, ta vốn để tiền chuẩn bị tổ chức hôn lễ long trọng cho Trương Nhi, giờ đưa cô hết rồi đấy. Nếu hai ta đều thành quỷ nghèo rồi, vậy ta muốn về bầu bạn với A Nương. Ngay cả tiền trong tay mẫu thân mà cô cũng dám nhòm ngó à, nói cho cô biết, đó là tiền của Vân Thị, không phải của chúng ta, cô phải phân cho rõ. Tiền đa đa chẳng coi ra đâu, dù sao thì A Nương trong thời gian ngắn chẳng dùng tới, chúng ta mượn tạm, sau này trả là được, ta viết thư cho A Nương rồi. Phùng Anh đoán ra rồi, tiền đa đa chính vì làm việc này nên trong lòng không thoải mái, tới khiêu khích nàng để được ăn đòn. Giảm bớt áy náy phần nào, nàng làm gì có chuyện cho tiền đa đa tọa nguyện, ném bầu nước vào tay tiền đa đa rồi bỏ đi. Tiền đa đa nghiến răng trèo trẹo, dơ bầu nước lên rồi, rốt cuộc không ném. Ném hỏng rồi phải mua cái mới, dù chỉ một đồng tiền thôi thì cũng là tiền, bây giờ không cần biết tiền tiêu đi nhiều hay ít, cứ thấy tiền rời tay là nàng xót xa rồi. Nhưng tiền thì vẫn phải tiêu, hơn nữa trong tương lai tiếp tục phải bỏ ra nữa. Đại quân của Tổng đốc Hạ Hoàn Thuần đã tới Đát La Tư, đối diện với 30 vạn quân người Ba Tư, đại chiến sắp nổ ra. Quân bị đầy đủ chứ? Bẩm bệ hạ, đạn dược đủ để tác chiến 3 tháng, lương, thảo đủ dùng 4 tháng. Trong quân có bệnh dịch không? Bẩm bệ hạ, quân y nói, hết thảy bình thường. Ngoài ra quân tiền tiêu của Kim Hổ tướng quân tới Triều Tiên bắt được sứ giả của Ngô Tam Quế. Sứ giả nói, Ngô Tam Quế muốn đưa cả nhà về Đại Minh. Đọc quân báo tới đó, Lê Quốc Thành kín đáo quan sát sắc mặt hoàng đế, thấy hoàng đế không biểu lộ gì cả. Tiếp tục, sứ giả bị cắt mũi và tai. Kim Hổ tướng quân lệnh hắn nói với Ngô Tam Quế, năm xưa đã rời khỏi Sơn Hải Quan thì không còn là người Hán nữa rồi. Tiền phong doanh của Kiến Nô đi về phía đông tìm vùng đất mới, số còn lại nhân lúc biển đóng băng, đục núi băng làm thuyền vượt biển, tử thương nặng nề. Nhưng rốt cuộc cũng lên được đại lục kia, thêm vào những Kiến Nô đã đi từ lần trước, rốt cuộc không biết có bao người còn sống, vì mật vụ của chúng ta đi cùng cũng không ai trở về. Kim Hổ tướng quân lệnh cho mật vụ của chúng ta rút về nước, vì cực bắc đa phần là băng, chiến hạm bằng gỗ của chúng ta không cách nào tiếp cận. Vân Chiêu gật đầu, chuẩn, chúng ta đuổi Kiến Nô tới vùng tuyệt địa là đại công cáo thành rồi. Bệ hạ, giờ đây Kiến Nô đã hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của chúng ta, nói ra thì từ đầu tới cuối Kiến Nô không hề cho chúng ta cơ hội gây phiền toái nào. Xem ra không chỉ chúng ta thông minh, người Kiến Nô cũng có kẻ thông minh, khi chúng ta chưa có thực lực diệt chúng thì chúng giằng co với chúng ta. Khi chúng ta thực lực tăng trưởng, chúng từng bước rời đi, khi chúng ta đủ thực lực rồi thì người ta chạy tới thế giới khác, giờ đây roi dài với không tới. Lê Quốc Thành thấy hoàng đế tựa hồ chẳng hứng thú với Kiến Nô nữa thì không đọc tiếp quân báo, chuyển cái khác. Lý Định Quốc tướng quân tới nay chưa tới học viện quân sự nhậm chức, ở lại Sơn Trang Phượng Hoàng Sơn, suốt ngày uống rượu. Trương Quốc Phượng thì sao? Trương Quốc Phượng tướng quân chiêu mộ 500 bộ hạ thoái ngũ, lệnh trưởng tử Trương Hùng đem rất nhiều tài sản này tới Quảng Châu. Ngoài ra Kim Hổ tướng quân cũng chiêu mộ 200 bộ hạ cũ, có điều người thống lĩnh là Chu Tử Lang, trưởng tử Chu Thị Trường An. Vân Chiêu nghe tới đó đập mạnh cốc nước xuống bàn, chó không đổi được tính ăn phân, bảo giám sát bộ tiếp tục trà. Chu Tử Lang chỉ là quân cờ bề ngoài thôi, nữ nhân kia nhất định còn hậu chiêu, Chu Tồn Cực có động tĩnh gì không? Bẩm bệ hạ, Chu Tồn Cực và một số vương gia Chu Minh liên hợp dâng thư lên quốc tướng phủ xin ra biển, nhân số không ít, thế mới phải chứ. Lê Quốc Thành không khỏi lo lắng, bệ hạ, chúng ta không thể bỏ mặc như vậy được nữa, rất nhiều người cần quản lý nghiêm ngặt từ nay sẽ nhảy ra khỏi phạm vi giám thị của chúng ta. Vân Chiêu cười gằn hỏi, đám Trương Quốc trụ thì sao? Quốc tướng không có động tĩnh gì, từng nói với quan viên phía dưới, an vui trong nghèo khó mới là theo đuổi của ngài ấy.
Từ Ngũ Tưởng và Dương Hùng liên hợp với nhau, phái người tới Quảng Châu, nhân số không ít, có điều bọn họ có vẻ ứng phó với bệ hạ, chuyện ra biển giống du ngoạn thôi. Vân Chiêu hừ khẽ trong lòng, muốn tránh phong ba này thì hoặc là học Trương Quốc Trụ, ngay từ đầu đừng tham gia vào vũng nước đục, một khi tham gia vào đừng mong lên bờ với đôi chân khô. Tưởng hơn ngàn vạn đồng ngân tệ tiền đa đa tung ra để chơi chắc. Các bạn đang nghe chuyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1083, Tộc trưởng có lệnh. Quảng Châu thập tam hành, đó vẻn vẹn chỉ là thương hành mà Tiền Đa Đa sáng lập vào thời Vân Chiêu còn là quân phiệt quan trung. Vốn chỉ có hai cái, sau khi Hàn Lăng Sơn giết Trịnh Chi Long, hai thương hành này nhanh chóng khuếch trương thành 13 cái, mỗi thương hành chỉ kinh doanh một loại thương phẩm. Vì đem sự chú ý của mình đặt vào một thương phẩm duy nhất, vì thế từ sản xuất tới vận chuyển hình thành thủ pháp độc lập riêng, khiến ở Quảng Châu nhắc tới thập tam hành, ai cũng giơ ngón cái khen ngợi. Khi Vân Chiêu chưa đăng cơ, thập tam hành thuần túy là tài sản riêng của Vân Thị, địa vị vô song. Sau khi Vân Chiêu đăng cơ, thiết lập Quảng Châu Thị Bạc Ti, địa vị của nó mới suy giảm. Quan phủ dựa theo quy định, lấy đi quyền tiêu thụ tơ lụa, đồ gốm, giấy, vân vân. Các trưởng quầy Vân Thị mau chóng triển khai phát hàng tạp hóa, ví như dao nhỏ, kéo và các loại nhu yếu phẩm. Thập tam hành mặc dù không thể có vụ buôn bán lớn như Thị Bạc Ti, nhưng trong giới thương nhân cũng thuộc hàng ngũ đếm trên đầu ngón tay. Ngô Trường Xuân, tổng trưởng quầy của thập tam hành, hôm nay ông ta triệu tập cả 13 trưởng quầy tới Trường Xuân lâu họp. Thời gian này vì tiền hoàng hậu điên cuồng rút tiền từ các trưởng quầy, khiến thập tam hành năm nay phát triển khó khăn, trên mặt các vị trưởng quầy chẳng thấy được mấy nụ cười. Ngô Trường Xuân dùng cán tẩu thuốc gõ bàn, thu lại cái mặt người chết cho ta, nói đi, làm sao giúp được Diêu Thân Vương đây? Hoa trưởng quầy chuyên kinh doanh gia vị nói, đại trưởng quầy, do không có tiền mặt, bọn ta muốn mua gia vị từ Nam Dương rất khó khăn. Cho dù có vài bằng hữu còn nể mặt phần nào, nhưng muốn mua bán quy mô lớn không thể. Bọn ta giữ mình chưa xong, muốn ra sức vì Diêu Thân Vương cũng hữu tâm vô lực. Đương nhiên nếu đại trưởng quầy cho bọn ta dùng nghề cũ làm ăn, lão già này không nói hai lời. Ngô Trường Xuân hừ một tiếng, cái chuyện kinh doanh không vốn đó sau này khỏi nghĩ nữa, nghĩ cách khác cho ta. Tiết lộ cho các ngươi, tiền hoàng hậu rất bất mãn vì chúng ta chỉ lấy ra được 600 vạn đồng bạc. Đã phái nữ trướng phòng được Vân Xuân cô cô xuất lĩnh không bao lâu nữa sẽ nam hạ. Cảnh cáo chư vị, một khi sổ sách không khớp, tính cách Vân Xuân cô cô thế nào, các vị biết rồi đấy, mất chức là chuyện nhỏ, nếu mà dùng gia pháp, cả nhà gặp tai ương. Cựu trưởng quầy kinh doanh dầu chẩu rụt cổ, đại trưởng quầy, theo lý mà, nói, chúng ta dựa vào hoàng gia, nhưng giờ kinh doanh chẳng có khí thế hoàng gia. Tuân thủ pháp luật đã đành đi, dù sao thiên hạ là của bệ hạ, lần này rút tiền quá dữ rồi, giờ còn kinh doanh được là nhờ chữ tín tốt nhiều năm, bên cung cấp cho chúng ta nợ. Ngài dâng thư đem tình hình thực tế của chúng ta bẩm báo cho hoàng hậu, nếu dưới tình huống này hoàng hậu vẫn yêu cầu chúng ta hỗ trợ Diêu Thân Vương. Lão cừu này chỉ còn cách đi Diêu Châu làm châu ngựa cho Diêu Thân Vương thôi. Ngô Trường Xuân nhìn lướt qua mặt các trưởng quầy khác, gõ gõ bàn, các vị thực sự không còn cách nào sao? Phùng trưởng quầy chuyên kinh doanh gỗ quý nói, trừ khi hoàng hậu nương nướng, tháo bỏ trói buộc cho chúng ta, muốn kiếm tiền, ở nơi như Nam Dương chúng ta phải được dùng mọi thủ đoạn mới đúng. Nếu hoàng hậu nương nương chấp nhận, lão Phùng này đảm bảo mỗi năm ủng hộ Diêu Thân Vương 100 vạn. Các trưởng quầy khác cũng nhốn nháo, lần lượt biểu thị, chỉ cần gỡ bỏ trói buộc, tiền không phải vấn đề. Ngô Trường Xuân lại gõ gõ tẩu thuốc, nếu các ngươi đều không có cách gì cả thì nghe kiến nghị của lão phu này. Các trưởng quầy yên tĩnh lại, hy vọng Ngô trưởng quầy có thể dẫn mọi người phá được trùng vây như trước kia. Bệ hạ muốn phong tước ở hải ngoại, các ngươi biết chứ? Ngô Trường Xuân nói câu này chẳng gây ra mấy tác động, tộc quy của Vân Thị không cho đụng chạm vào cái này, vi phạm là chết. Thiên hạ này trừ Hàn đại tướng quân, Thi Lang tướng quân, ai có thể hiểu tình hình trên biển hơn chúng ta? Chúng ta muốn người có người, muốn thuyền có thuyền, muốn vũ lực có vũ lực. Chúng ta không được tham dự phong tước, nhưng có thể liên hợp với người có tư cách phong tước. Có vi phạm tộc quy không? Cựu trưởng chảy muốn chảy nước dãi, lợi nhuận trong đó thực sự làm người ta thèm. Ngô Trường Xuân hắng giọng, lấy trong lòng ra một quyển trục, tộc trưởng có lệnh. Cả đám trưởng quầy đại kinh, lần lượt quỳ một gối xuống.
Họp xong, Ngô Trường Xuân mang nụ cười như gió xuân của thương nhân rời khỏi hội nghị, 13 vị trưởng quầy cũng đi theo, thần sắc đã khác hẳn dáng vẻ ủ ê lúc mới tới. Ai nấy tinh thần phấn chấn, làm ăn sợ nhất không có mục tiêu, giờ tộc trưởng cho mọi người mục tiêu rõ ràng, chuyện làm ăn sẽ tiếp tục. Mỗi gia tộc khi có đại sự xảy ra, chuyện làm ăn luôn là thứ bị hy sinh đầu tiên, là thứ có thể đem ra trao đổi. Thương nghiệp chiếm tỷ trọng không lớn ở Vân Thị, đám người Ngô trưởng quầy khá thất vọng, nhưng mà bọn họ cũng hiểu, so với sản nghiệp khổng lồ của Vân Thị, thương nghiệp không đáng nói tới. Diêu Thân Vương ở Diêu Châu có được mảnh đất lớn như thế, bao nhiêu tiền ném vào không đủ, đám trưởng quầy tuyệt vọng hiểu một điều. Đám người bọn mình đời này chỉ có thể làm cừu dê cho tiền hoàng hậu, trơ mắt nhìn người ta cắt đi từng lớp lông trên người. Đó là vận mệnh định sẵn của họ. Lần này tộc trưởng thấy bọn họ đáng thương, cho một cơ hội, ta tới mua gia vị. Dương Châu đệ đệ của Dương Hùng tới hiệu buôn gia vị lớn nhất Quảng Châu, thản nhiên ngồi xuống một cái ghế nói với Hòa trưởng quầy đang nằm nghỉ, cái Quảng Châu bốn mùa nóng bức. Chỉ có nhập đông mới mát mẻ một chút, có điều sau bốn ngày mưa liên tiếp trời trở lạnh, hôm nay mặt trời nho đầu lên, Hòa trưởng quầy liền muốn phơi nắng cho bớt mùi than. Hòa kế vội vàng bê trà nước tới bên cạnh Dương Châu tiếp khách, không biết công tử muốn loại nào, tiểu có tất cả loại gia vị mà công tử cần. Dương Châu nhận lấy chén trà, loại nào cũng cho 100 cân. Hòa kế lấy làm lạ nhìn trưởng quầy, thấy trưởng quầy gật đầu, liền nói, xin thưa cho công tử hay, số lượng gia vị rất lớn, mỗi loại lấy 100 cân sẽ vô cùng nhiều. Nói coi, gừng, hành, hoa tiêu, bát giác, những loại gia vị này của Đại Minh, hẳn công tử không cần. Dương Châu nhìn hỏa kế như nhìn thằng ngốc, nếu ngươi không cần thể diện nữa thì mỗi loại cứ lấy cho ta 100 cân. Hỏa kế cười nịnh, tất nhiên là không được ạ, thương hành nhà tiểu nhân chỉ có gia vị Nam Dương, đinh hương, hương giáp, nhục đậu khấu. Dương Châu không kén chọn, phất tay rất hào phóng, mỗi loại 100 cân. Hỏa kế lần nữa nhìn Hòa trưởng quầy. Hòa trưởng quầy rời ghế tựa tắm nắng, tới bên Dương Châu thi lễ, công tử mua như thế, thứ tiểu lão nhi không thể bán. Nếu công tử còn muốn gia vị, xin đi nhà khác, có quý khách như công tử, họ sẽ rất thích. Sao, không muốn kiếm tiền nữa à? Công tử tới tiểu điếm là vì mua chiêu bài hoàng gia, không phải vì mua gia vị có giá, hoàng gia vô giá, nên không thể bán. Dương Châu cười nhạt, ngạo mạn nói, xem ra ngươi đoán ra thân phận của bản công tử rồi. Hòa trưởng quầy hướng về Ngọc Sơn chắp tay một cái, nay bệ hạ mở cấm biển, mong người có năng lực ra biển, nhưng thế ra công tử như công tử. Chỉ cần ra biển là có được đất phong, tước vị, lại không ra biển, vì ứng phó với bệ hạ, tùy tiện tới cửa hiệu hoàng gia, mua ít gia vị, coi như đã ra biển. Dám hỏi công tử, đó là sự trung thành tận tụy của thế gia với bệ hạ sao? Chương 1084, ra biển hết rồi, 1. Dương Thị vốn là gia tộc khá lớn ở thành Trường An, cũng là gia tộc truyền thống thư hương lâu đời, chỉ là đường quan vận lại không tốt cho lắm, mãi tới tận khi Dương Hùng xuất hiện. Bắt đầu làm thư ký của Vân Chiêu từng bước vào hàng ngũ nguyên lão khai quốc giờ, tuổi chưa 40 chức cao quyền trọng, khả năng tương lai thành quốc tướng rất cao. Nhưng quan lộ hanh thông thì gia tộc đi xuống, vì luật làm điền rất nghiêm, quy củ với quan viên cao cấp càng khắt khe hơn, khiến gia tộc không thể vì thế mà hưởng, còn phải cực kỳ dè chừng, đây là điều khiến Dương Thị canh cánh trong lòng. Bọn họ luôn tìm cách thoát khỏi hiện trạng này, thậm chí còn ngầm liên kết với các gia tộc khác. Ý đồ sửa đổi một số quy củ qua Đại hội đại biểu nhân dân, tới nay chưa có hiệu quả vì chưa đạt được ưu thế. Tối đa, họ không tùy tiện phát động. Dương Châu nghe một tên thương nhân mà dám lên tiếng chất vấn mình, khinh bỉ xua tay, bằng vào loại gia nô như ngươi mà cũng dám nói chuyện trung thành với Dương Thị ta à? Đại ca ta Dương Hùng vì Hoàng Triều lập công lão hãn mã, chẳng qua Dương Thị ta không muốn ra biển thôi, loại người như các ngươi tư cách gì tùy ý nói ra nói vào. Hoa trưởng quầy nghe thấy tên Dương Hùng, thái độ như chuyển biến rất nhiều, vái một cái thật sâu gọi hỏa kế. Té ra là người nhà của Dương Hùng đại nhân, lão phu mù mắt, mong công tử thứ tội, người đâu, mau đưa Dương công tử lên thuyền. Dương Châu ngớ ra, ta nói muốn lên thuyền bao giờ. Hoa trưởng quầy vái cái nữa. Tiểu lão nhi khi ở Hán Trung từng nghe lệnh dưới trướng Dương Hùng đại nhân, may nhờ Dương Hùng đại nhân đánh giá cao, cho nên mới tiến vào thương hành Vân Thị. Có ơn không báo sao phải là người, giờ phú quý lớn ngay ở trước mặt, lão phu sao có thể ngồi yên nhìn công tử để lỡ. Dương Châu nghi hoặc, ta chỉ phụng lệnh huynh trưởng,
tới Quảng Châu mua 2 vạn cân gia vị, sau đó về Quan Trung, còn phú quý gì đó không liên quan tới Dương thị ta. Hoa trưởng quầy cười, có liên quan tới công tử. Dương Châu chỉ bản thân, liên quan gì tới ta? Dương thị chỉ có huynh trưởng công tử làm quan phải không? Vậy thì sao? Dương thị chú trọng canh độc truyền ra. 2 vạn này hẳn là do Dương đại nhân tích lũy cả đời. Hoa trưởng quầy thở dài, công tử lên thuyền đi Nam Dương đi, bách tính Quan Trung cần cù, cả năm vất vả canh tác, nhưng thu nhập hữu hạn. Dù đại tộc như Dương thị, hiện giờ chỉ là bậc trung thôi, khó mà trách được, cả nhà không được có quá 1.000 mẫu đất, làm sao đủ duy trì gia tộc chứ? Không có sản nghiệp gia tộc, tộc nhân sẽ rời đi, gia tộc xưa hưng thịnh nay không còn, công tử có biết vì sao không? Nói chúng nỗi đau gia tộc, Dương Châu nghiến răng, bệ hạ thực thi cải cảnh ruộng đất là để thanh trừ thế gia. Hoa trưởng quầy chỉ ra biển, ngoài biển không hạn chế đất đai. Dương Châu cũng nhìn ra biển, ánh mắt dần trở nên nhiệt thành. Trên đảo hoang Nam Dương có hoa nở 4 mùa không rụng, có hoa quả ăn mãi không hết, có vô số gia vị, có gỗ đàn chặt không xuể, hoa màu gieo xuống đất, chẳng cần phải chăm sóc cũng chín. Với năng lực Dương thị, vươn tay ra là có được, như thế con cháu Dương thị có thể toàn tâm toàn ý đọc sách, không cần vừa đọc sách vừa lo đồng áng nữa. Dương Hùng đại nhân nay uy thế đã thành, thân ở vị trí cao, nhưng đem lại cho Dương thị được cái gì nào? Nhiều năm sau Dương đại nhân có lẽ cáo lão hoàn hương, thong dong đi giữa đồng ruộng, uống rượu trăn trâu, cao phong lượng tiết như cao sĩ, tiêu diêu tự tại như đào tiềm, nhưng Dương thị thì sao? 2 vạn đồng bạc, mua được 1.000 cân gia vị, mang tới Quan Trung bán đi, kiếm được 2.000 đồng, đường đường Dương thị công tử, lăn lội vạn dặm xa xôi vì 2.000 lượng bạc. Này hay sao? Nếu 2 vạn lượng bạc này công tử giao phó lão phu có thể giúp công tử thuê một chiếc thuyền, 10 thủy thủ, 20 nô lệ Nam Dương, thêm vào phó nhân của công tử. Các vị chiếm cứ hòn đảo không người ở Nam Dương, khai thác lãnh địa Dương thị ở hải ngoại. Khi đó công tử có thể xin tước vị rồi. Hơi thở của Dương Châu ngày một nặng nề, ta có thể tin ngươi không? Hoa trưởng quầy thở dài, vừa rồi nếu lão phu muốn, khi công tử rời tiểu hiệu, có thể liên kết với người khác, dùng gia vị giả lừa 2 vạn của công tử, không để lại hậu họa gì. Sở dĩ làm thế là vì báo ân. Công tử, 2 vạn đồng bạc và tương lai của Dương thị, so sánh nổi sao? Thế là Dương Châu ngồi chiếc thuyền cá 500 đảm ra biển. Hoa trưởng quầy không vui cũng chẳng buồn, vụ làm ăn 2 vạn đồng ngân tệ với ông ta mà nói chẳng là gì. Dù gì bệ hạ yêu cầu đưa những thiếu niên lang này ra biển tiến hành không tệ. Nếu tới Quảng Châu là nhân vật gian ngoan như Dương Hùng, Hoa trưởng quầy nhất định không lắm lời làm gì, vì vô ích. Nhưng nếu tới toàn loại công tử ca thế này, không gian thao tác quá lớn. Không biết Dương Hùng ở nhà nghe nói bảo đệ của kiếm một hòn đảo lớn sẽ có tâm tình. Đảo không cần tiền mua, ai tìm thấy trước là của người đó. Triều đình sẽ ghi chép tỉ mỉ. Thế nhưng lấy được đảo thì nhất định phải tiến hành khai phát. Năm đầu tiên lên đảo bao nhiêu người, vậy năm sau phải tăng lên gấp đôi. Năm thứ 3 cũng vậy, năm thứ 10 phải có 2.500 người mới được. Sau 10 năm cơ bản được tước vị nam tước, hòn đảo đó cũng hoàn toàn ở trong tay người khai phát. Nói cách khác, một khi Dương Châu tìm được hải đảo không tệ thì hắn phải không ngừng khai phát hòn đảo này 10 năm. Mỗi năm lại có yêu cầu tỷ lệ khai phát, với năng lực một mình Dương Châu, căn bản không thể hoàn thành chuyện này. Dương Thị cùng với Dương Hùng bị triệt để kéo ra biển là điều tất nhiên, nếu không công sức trước đó vứt đi hết, người khác chỉ nhảy lên cắm cái cọc là chiếm hết thành quả. Quảng Châu lạnh vài ngày, sau khi bị nắng chiếu 2 ngày lại mau chóng biến thành mùa xuân. Hoa trưởng quầy cởi áo khoác dày, thay áo cộc thoải mái, vẫn ngồi ở cái ghế trúc đó cầm ấm trà từ xa tu từng ngụm nhỏ. Ông ta không thích mùa đông của Quảng Châu, chỉ có không khí ấm áp bao bọc cơ thể mới khiến ông thoải mái. Một thanh y sĩ tử thong dong đi vào cửa hiệu. Tên này nhìn một cái biết ngay xuất thân từ thư viện Ngọc Sơn. Bởi vì sĩ tử khác không thể bình dị dễ gần nói chuyện với hỏa kế như thế, tên này ngồi ở cái quầy không cao, trông như một tên lưu manh. Nhưng lời nói ra lại khiến người ta thoải mái, khiến hành vi của hắn chẳng vô lại tí nào, giống người thân trò chuyện với nhau. Tuổi không nhiều, cùng lắm chỉ 15, mặt mày rất thanh tú, đôi mắt linh động, chỉ thoáng chốc biến hỏa kế thành người hầu của hắn. Khi một cước phu mặt dỗ chân đất gánh sọt trúc đi, qua bên người, Hoa trưởng quầy nhíu mày, nỗ lực nhớ lại mặt Từ Ngũ Tưởng để tìm điểm giống chàng trai trẻ này. Quả thực thấy vài nét tương tự, lớn tiếng nói,
mua gia vị xong thì xéo về Ngọc Sơn đi, ngươi chưa tốt nghiệp phải không? Từ Thiên Ân đang nỗ lực thu thập tin tức từ Hỏa Kế quay đầu lại, nhận ra rồi sao? Hoa trưởng quầy phất cánh tay không cầm ấm trà, nếu bỏ đi nốt rõ trên mặt cha ngươi thì giống nhau đấy. Từ Thiên Ân cười hì hì, bái kiến bá bá, người nói ra được điểm này thì gọi là bá bá chắc chắn không sai. Hoa trưởng quầy không khách khí gì cả, đuổi thẳng thừng, nơi này là cạm bẫy, mua gia vị xong thì về Ngọc Sơn đi. Nếu thích sản vật Quảng Châu thì bảo Hỏa Kế dẫn đi loanh quanh, thưởng thức cá nơi đây, mua cho mẫu thân, đệ đệ, muội muội ngươi ít quà như thế mới không uổng chuyến đi này. Các bạn đang nghe truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1085, ra biển hết rồi, 2. Từ Thiên Ân mới đầu còn có chút đề phòng, nhưng nghe Hòa trưởng quầy nói thế, chuyển sang thân thiết thi lễ, cha cháu cũng dặn thế, dám hỏi tên bá bá, cháu còn về bẩm gia phụ. Hòa trưởng quầy xua tay như đuổi ruồi, thôi đi, bọn ta không phải người cùng đường, không cần biết ta là ai, chỉ cần ngươi không ra biển là ta không phải xấu hổ với ông ấy rồi. Từ Thiên Ân mắt đảo một cái, chắp tay lễ phép, bệ hạ mở cấm biển, nay đang cần nhiều người ra biển. Vì sao bá bá thân là quản sự hoàng gia lại không muốn cháu ra biển, thực tình cháu cũng muốn ra biển xem sao. Hoa trưởng quầy nhìn con tiểu hồ ly mông còn chưa mọc đủ này, lạnh nhạt nói, muốn ra biển cũng được thôi, ta chuẩn bị cho ngươi thuyền. Ít thủy thủ thuần thục, mua cho ngươi ít hộ vệ, ngươi có thể ra biển kiếm cho cha ngươi hòn đảo thật lớn rồi. Từ Thiên Ân gãi đầu, bá bá nói đùa rồi, cha cháu bảo dám ra biển sẽ đánh gãy chân. Cha ngươi nói đúng đấy, ở lục địa còn có vương pháp ước thúc, đi tới đâu cũng được, ra biển thì vương pháp thành vô nghĩa rồi, giã tính của con người sẽ bộc lộ hoàn toàn. Hai thuyền gặp nhau, nếu sinh lòng độc ác, chớp mắt sẽ nổ ra huyết chiến, ngươi còn nhỏ, chịu không nổi đâu, đợi qua vài năm sông pha cũng được. Giờ nghe lời bá bá, Hỏa Kế dẫn ngươi đi chơi, không được tới Thanh Lâu. Hoa trưởng quầy gọi, Đao tử, chiếu cố cho tốt Từ gia công tử, nếu dám tới Thanh Lâu, cẩn thận lão phu lột ra ngươi. Từ Thiên Ân khom người tạ ơn vị trưởng bối xa lạ đó, cùng Hỏa Kế tên Đao tử đi chơi. Ra tới đường lớn, trước tiên Đao tử mua mỗi người một quả dừa vừa đi vừa uống, đợi hai người đi hết nửa thành Quảng Châu kiếm một quán lòng bò, chuẩn bị giải quyết bữa trưa. Sau khi gắp miếng thịt bò thơm phức cho Đao tử, Từ Thiên Ân hỏi, Đao tử, trên biển thực sự nguy hiểm lắm à? Đao tử vừa ăn vừa nói, ở đó có hải tặc đấy. Không, phải Thi Lang bá bá giết hết rồi sao? Không giết hết nổi đâu, ngươi không hiểu, ai cũng có thể thành hải tặc. Những kẻ chuyên hành nghề hải tặc đúng là gần như không còn nữa. Chỉ có ít tàn dư của Trịnh Thị và hải tặc người Oa, nhưng không đáng kể. Có điều bọn chúng khó chịu như đám muỗi vậy, thuyền lớn có hỏa pháo có hộ vệ chúng không dám cướp, chứ thuyền nhỏ hơn xong rồi. Nửa tháng trước thương nhân Đàm Châu chuẩn bị đưa một thuyền đồ gốm đi Mã Lục Giáp, gặp phải hải tặc ở Bắc Bộ Loan, 16 thủy thủ 7 thương nhân bị giết sạch. Tiền tài mất hết, chỉ còn cái thuyền không, khi hạm tuần tra phát hiện ra chỉ còn xương trắng, cái thuyền kia còn đỗ ở bến tàu, con tàu giá mấy vạn đồng bạc, giờ bán trăm đồng như tặng không chẳng ai lấy. Nhưng mà sợ nhất luôn là người đồng hành trên biển với ngươi bỗng hóa thành hải tặc kìa. Từ Thiên Ân nhíu mày, bọn họ không sợ hải quân à? Ai biết đâu được, biển khơi mênh mông như thế, giết một cái quăng xác xuống biển là xong xuôi, xương bị cả ăn không còn luôn, đám này không phi tang xác chết, chứng tỏ chúng chẳng sợ. Ăn xong đưa ta ra cảng xem sao. Đao tử lắc đầu, Thiên Ân công tử, không cần đi xem nữa, thuyền biển lâu ngày nặng mùi lắm. Tối ta dẫn ngươi đi tới Lâm Gia Hạng Tử, ở đó có tôm dài cả thước, chỉ cần đảo qua dầu, cả đời khó quên. Đừng đánh trống lảng, ta muốn xem cái thuyền bị cướp. Thiên Ân công tử, có gì hay mà xem, cái thuyền chết đó có đám thân quyến mặc đồ tang suốt ngày khóc lóc, làm người ta không thoải mái. Ngươi chắc chưa bao giờ nghe chuyện tôm hùm. Từ Thiên Ân cắt ngang, tức giận nói, vậy bách tính Đại Minh cứ chết oan như vậy à? Đao tử cười khổ. Người ra biển thì mạng trong tay ông trời, sống hay chết đều là số mệnh cả, chỉ cần lên thuyền rồi, sinh tử có mệnh, phú quý tại trời, không dính dáng gì tới con người. Từ Thiên Ân nghiêm mặt, phú quý với ta không là gì, nhưng bách tính không thể bị giết vô nghĩa như thế, nợ máu phải trả bằng máu, đưa ta đi xem chiếc thuyền đó. Ba ngày sau Đao tử trở về,
Hoa trưởng quầy ngồi trên ghế trúc uống trà cứ như khi hắn ra đi. An bài xong rồi chứ? Vâng, Từ công tử dẫn 16 gia phó vũ trang đi theo, tiểu nhân còn giúp tìm 9 thủy thủ kinh nghiệm, hắn còn thông qua quan hệ của mình lắp 12 khẩu pháo, là pháo cũ của người Hà Lan. Ngươi không sợ cha hắn tìm ngươi tính sổ sao? Đao tử cười híp mắt, tiểu nhân chuẩn bị đi Diêu Châu tìm Diêu Thân Vương rồi, Từ phó tướng có tìm cũng chả được. Nhi tử Từ Ngũ tưởng là Từ Thiên Ân ra biển giết hải tặc rồi. Hàn Lăng Sơn xem xong mật báo, nhíu mày nói với Hồng Thừa Chủ. Hồng Thừa Chủ giúp mình trên cái ghế lớn tựa hồ đang ngủ, trông chả khác nào con mèo bệnh. Mí mắt chẳng thèm nhướng lên một cái, như chỉ là chuyện chẳng đáng kể. Mãi lâu sau mới có giọng nói từ trong chòm râu rậm của ông ta. Truyền ra, đảo Trương Chủy là nơi không tệ. Ý đồ không muốn chúng ta phát triển ở bản địa Đại Minh của bệ hạ tới nay đã rõ ràng rồi. Bệ hạ muốn bọn ta vùi thây ở hải ngoại. Giết quý tộc, giết huân tộc, đại tộc, bệ hạ không cho gia tộc lớn nào ngoài Vân Thị Đường sống rồi. Bọn ta đã thành dị loại trong mắt bệ hạ. Hàn Lăng Sơn thở dài, nếu bách tính là đàn dê, chúng ta là hổ báo. Nếu bách tính là chim sẻ, chúng ta là đại bàng. Nếu bách tính là cá nhỏ, chúng ta là cá mập. Nên bệ hạ muốn tách hai bên ra, âu là điều hiểu được. Hồng Thừa Chủ cũng ngửa mặt lên trời thở dài, thật là bất công. Ông sống tới bây giờ đã là bệ hạ nhân từ rồi. Ngươi cũng thế. Ta khác. Khác chỗ nào? Ta chạy được. Nói xong cả hai cùng cười lớn. Cười một tràng dài, Hồng Thừa Chủ ho liên hồi, lâu sau mới thở đều được. Dân trí chưa được khai sáng, cho nên bệ hạ đuổi những người được khai sáng chúng ta đi, có phải thế không? Lão phu cuối cùng vẫn là người sinh ra không gặp thời. Không phải là ông sớm đem mạng chuyển ra biển rồi à? Sao còn giọng điệu bi phẫn như thế? Sau khi ta chết thì thi thể phải chôn vào mộ tổ, ta đang nói chuyện thay cho cái thi thể này chứ không phải là cái mạng này. Mạng ở ngoài biển tự do tự tại, thi thể trong quan tài thối giữa bốc mùi. Hàn Lăng Sơn ngồi xuống, cũng tự rót rượu uống, kỳ thực bệ hạ muốn ông đi Diêu Châu làm quốc tướng. Ông trốn ở Quảng Châu vờ bệnh, bệ hạ đành mời sử khả pháp, thế nhưng ta biết, bệ hạ luôn đợi ông xung phong. Hồng Thừa Chủ thấy Hàn Lăng Sơn rốt cuộc cũng chịu nói vài lớn thật lòng, nói, ta lựa chọn không đi Diêu Châu chẳng liên quan gì tới triều chính, thậm chí không cân nhắc thiệt hơn, chẳng qua là nơi đó quá xa, quá hoang vắng. Già rồi, không còn hùng tâm tráng trí quần áo lam lũ đi khai thác tân thế giới nữa. Như ngươi thấy, giờ ta chỉ là lão già thích hưởng thụ rượu ngon mỹ nhân thôi. Hàn Lăng Sơn gật đầu, cũng phải, thiên hạ này bình định được cũng nhờ một phần công lao của ông. Ông ngồi trên công lao này hưởng thụ cũng là điều đương nhiên. Nếu đã quyết tâm rồi thì hưởng thụ cho triệt để đi, đừng hưởng thụ nửa chừng lại đột nhiên muốn làm gì đó thì không hay đâu. Hồng Thừa Chủ cười không đáp. Đến khi Hàn Lăng Sơn đứng dậy cáo từ, Hồng Thừa Chủ mới như tự lẩm bẩm, ngươi chắc là hoàng đế không giết ngươi chứ. Hàn Lăng Sơn dừng bước nhìn trời xanh, ta tin trời màu xanh, lửa thì nóng, ngủ một giấc tỉnh lại, mai mở mắt ra ánh nắng vẫn rực rỡ. Nói rồi rời nơi ở Hồng Thừa Chủ. Chương 1086, hoàng đế quên giết người. Hàn Lăng Sơn không đi mà đợi ở dịch quán 3 ngày. Tới ngày thứ tư hắn nhận được tấu xin cáo lão của Hồng Thừa Chủ, thư được đưa tới dịch quán chuyển lên cho hoàng đế. Nhưng Hàn Lăng Sơn dùng văn thư khâm sai chặn tấu chương lại, tức thì lấy ra một cái ấn hoàng đế, thổi hơi đóng mạnh lên đó. Nhìn, con dấu đỏ chót. Hàn Lăng Sơn thay quan phục, tay nâng thánh chỉ vàng rực, dẫn 12 quan viên phủ Hàng Châu tới nơi ở của Hồng Thừa Chủ tuyên đọc ý chỉ. 07 tháng 12 năm Tân Hoa thứ 10, Hồng Thừa Chủ lấy thân phận đệ nhất phó quốc tướng cáo lão Hoàn Hương, hoàng đế giữ lại 3 lần, Hồng Thừa Chủ ý đã quyết, hoàng đế đành để toại nguyện. Hoàng đế cảm niệm Hồng Thừa Chủ vị đại minh chinh chiến nửa đời, công lao trác tuyệt, ban tước Hải Ninh Công, hộ 3.000, đất 1.000 dặm. Ta cho rằng dù thế nào cũng phải tới mùa thu năm sau chứ. Trên bữa tiệc cảm tạ, Hồng Thừa Chủ buồn bực nói với Hàn Lăng Sơn, trong thư phòng chỉ có 2 người họ, Hàn Lăng Sơn liền lấy ra ấn tỷ của hoàng đế. Vội vàng vậy sao? Bệ hạ lòng như lửa đốt, chỉ lo ông còn chần chừ ở đất liền sẽ không có được kết quả tốt. Ai, ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu. Hàn Lăng Sơn chỉ nói đơn giản, bệ hạ tin tưởng ta như thế, vì sao ta không thể tin bệ hạ? Hồng Thừa Chủ còn chưa cam lòng, đảo Hải Ninh không phải nơi tốt để an thân. Cũng không tệ mà, nơi đó cách Ấn Độ rất gần, tiện cho ông làm ăn.
các ngươi đối đãi với lão thần như vậy, không thấy hổ thẹn à? Có một chút, ta vốn tiến ngôn với bệ hạ giết ông, kết quả là bệ hạ trầm tư rất lâu mới từ chối kiến nghị của ta, điều này làm ta rất hổ thẹn. Nếu như mà ta xin giết cả nhà ông, chắc bệ hạ sẽ lùi một bước, chỉ giết mình ông, thế thì đỡ phải nghe ông nhiếc móc. Tôn Truyền Đình cũng có kết cục như lão phu sao? Không giống, lão Tôn cũng cáo lão rồi, có điều người ta vào đoàn chủ tịch của đại hội đại biểu. Ông ta bán đứng lão phu. Không, người ta không xem thư của ông mà ném luôn vào bồn lửa đốt thành tro. Hồng Thư Chủ cảm thán, thông minh. Hàn Lăng Sơn hỏi, đến bây giờ ta muốn hỏi ông một chuyện, ông nhận 11 nghĩa tử để làm gì? Hồng Thư Chủ cười lớn, vì Kim Hổ không chịu làm nghĩa tử của ta, ta đành thu ít người hữu dụng, cũng không phải là không có thu hoạch. Chu Mỹ Sắc thành nghĩa nữ của ta, giờ chắc các ngươi giết rồi hả? Còn 6 gia tộc trong hoàng tộc Chu Minh ngầm đi theo ta, có phải các ngươi cũng giết rồi không? Hàn Lăng Sơn lắc đầu, bệ hạ không hiểm ác như vậy, họ đang khai phát hải đảo. Bệ hạ mà nhân từ vậy sao? Chu Mỹ Sắc dẫn 500 người đi khai phát đảo, ý đồ trùng hưng Chu Minh, ta phải bội phục nữ nhân này. Có điều cô ta có vẻ cũng tuyệt vọng lắm, trước khi đi giao khuê nữ cho phủ Kim Hổ tướng quân nuôi dưỡng. Hồng Thư Chủ trầm tư hồi lâu uống hết rượu trong cốc, ngồi thẳng ngửa cổ lên, tới đi. Lão già khốn kiếp làm ra chuyện lớn như vậy không hối cái còn làm cái vẻ anh hùng hảo hán, mặc dù chưa làm ra hành vi gì để khép tội tạo phản. Nhưng liên kết với cựu thần tiền triều, bất kể vì lý do gì thì cũng đủ mất đầu rồi, Hàn Lăng Sơn thực sự muốn vung đao chém một phát cho yên chuyện, nghiến răng nghiến lợi, đây là điều ta khó hiểu nhất, bệ hạ tựa hồ quên ra lệnh giết ông rồi. Tin tức nhanh chóng truyền về hành cung của hoàng đế ở Dương Châu. Vân Chiêu lúc này tâm trạng rất tốt, không biết đã bao năm rồi hoàng đế không vào bếp, chẳng ngờ lần này lại đích thân xuống bếp làm món thịt hấp sở trường, còn buộc một cái tạp dề nữa. Nắp vung ra, lấy bên trong nồi bát thịt hấp thơm phức, úp đĩa lên, sau đó lật ngược lại. Trong chiếc đĩa sứ trắng liền có thêm một phần thịt, Vân Chiêu hài lòng nhìn tác phẩm của mình, nói với Tiền Đa Đa, khen ta đi. Tiền Đa Đa si mê nhìn trưởng phu mình, chàng là người nhân từ nhất thế gian. Vân Chiêu đưa đũa cho hai lão bà, nhiều người nói tương lai ta sẽ hối hận. Phùng Anh vừa ăn thịt vừa hỏi, tương lai là bao lâu? Vân Chiêu cười lớn, khi ta còn sống chắc không hối hận đâu. Hừ, chàng nên đem Hồng Thừa Trù làm thịt hấp mới đúng, lão già đó xưa nay luôn là kẻ tâm địa bất chính. Tiền Đa Đa xua xua tay, chỉ thịt lợn mới làm được thịt hấp thôi. Vân Chiêu lấy khăn tay lau mỡ dính trên mặt Tiền Đa Đa, đúng thế, người chết phải chôn vào đất. Phùng Anh mỉm cười nhìn Tiền Đa Đa làm nũng với trượng phu, lần này nàng không ghen. Phu thê thời thiếu niên là tình cảm nồng nhiệt nhất, sau đó là nhàm chán vô vị, rồi lâu nữa là nhìn nhau phát ghét, đợi qua được giai đoạn đó nhìn nhau lại vừa mắt. Quá trình đó có lẽ có nhiều đạo lý bên trong, nhưng khi nói đạo lý ra thì sau này phát hiện chẳng cái nào đúng. Chỉ bởi vì cần đạo lý nên mới sinh ra những đạo lý đó. Hồng Thư Chủ, Chu Tồn Cực được sống, Chu Mỹ Sắc cũng không chết thì Kim Hổ không chết, chỉ là sống đều không tốt. Hồng Thư Chủ dẫn cả nhà, một đám cơ thiếp đông đúc, một đoàn nhi tử, rất nhiều nô lệ Nam Dương đi từ Lý An Lạp. Đó là nơi phương Đông và phương Tây va chạm, là đường ắt phải qua của người Ả Rập khi đông tiến. Cho nên gia tộc Hồng Thừa Trù sống tốt không thì phải xem bản lĩnh ông ta. Chu Mỹ Sắc mua rất nhiều nô lệ, chủ yếu từ Triều Tiên, những người vẫn có thiện cảm với vương triều Chu Minh. Còn có đám cung nữ thái giám một lòng trung thành đi theo, đương nhiên có cả thúc thúc và đám đệ đệ. Ngay cả Chu Tồn Cực hèn nhát cũng bỗng nhiên thể hiện dũng khí cực lớn. Bao năm qua Vân Chiêu nghĩ ít nhất Chu Tồn Cực đã hòa nhập với thời đại mới rồi, cuối cùng thì chỉ cần có cơ hội tái hiện vinh hoa phú quý cũ của Chu Minh. Tới mức Chu Mỹ Sắc bỏ cả nữ nhi mà nàng coi như mạng thì Chu Tồn Cực bỏ chức đại hồng lư có là gì. Vân Chiêu đoán Chu Mỹ Sắc còn hậu chiêu, không phải là nghĩa phụ Hồng Thừa Chủ, còn có thứ bí mật hơn. Có điều Vân Chiêu không bận tâm, còn chuyên môn phát ý chỉ thừa nhận danh xưng công chúa của Chu Mỹ Sắc. Sắc phong nàng làm Trường Bình công chúa, y hy vọng danh hiệu may mắn này giúp nàng công chúa ẩn nhẫn bao năm có thể bình an lâu dài. Mặc dù nhiều đại thần dâng tấu phản đối, Vân Chiêu vẫn quyết làm ý mình. Ngồi trong gió xuân nên có tâm tình mùa xuân, làm chuyện giết chóc là không tốt. Cho nên Vân Chiêu đem thời gian xử trảm tội tù lùi tới mùa thu, y thấy hành hình trước khi trận tuyết đầu mùa xuống, hẳn là có chút ý thơ. Lá rụng, chim nhạn, lá đỏ,
máu tươi quyện vào nhau chắc đẹp lắm, sau đó trận tuyết đổ xuống, thế là lại trắng phau phau sạch sẽ. Tưởng tượng như thế thôi làm Vân Chiêu cảm động rồi. Hôm nay hương hoa hòe trưng cất được rất tốt. Vân Chiêu ngửi thử hương hoa hòe vừa làm ra nói, tiền đa đa chê, không đủ thơm. Vân Chiêu dùng ngón tay chấm ít hương hoa hòe, búng vào ống tay áo tiền đa đa, thế là người nàng phát tán ra mùi hương hoa hòe thơm ngát. Tiền đa đa rất tức giận, vì loại mùi này rất thu hút ruồi, mà thành Dương Châu đang mùa hoa hòe nở, có rất nhiều ruồi, giận dỗi hét lên, chàng chỉ biết bắt nạt thiếp. Chỉ đứng một lúc mà ruồi đã ngửi thấy mùi bay tới rồi, tiền đa đa vội chạy đi tắm. Xưa nay tiền thiểu thiểu không xen vào chuyện tỷ phu bắt nạt tỷ tỷ, đó là lạc thú nhỏ giữa phu thê họ, hồi nhỏ không hiểu chuyện nhảy ra bên tỷ tỷ, kết quả là mất lòng hai phía. Các bạn đang nghe chuyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Giữ Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1087, Hữu Tử Vạn Sự Túc. Bệ hạ, Hạ Hoàn Thuần giết Tổng đốc Ba Tư rồi. Tiền Thiểu Thiểu hôm nay đưa tới cho Vân Chiêu một bản quân báo mà hắn nghĩ là hết sức quan trọng, thế nhưng Vân Chiêu không xem, giao cho Lê Quốc Thành đem lưu trữ. Đây là sự cố chấp của Hạ Hoàn Thuần, cuộc chiến này tất nhiên đảm bảo bình an lâu dài cho Tây Vực. Nhưng dù không có thì Tây Vực cũng không loạn được, một khi đường sắt chạy tới đó mang theo phồn vinh, đó mới là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Giết chóc chỉ là thủ đoạn sơ cấp nhất, khi Lam Điền còn yếu sơ sẩy một chút sẽ tan nhà nát cửa thì phải dùng cách này, diệt trừ bất kỳ thứ mầm mống hiểm họa nào. Nhưng bây giờ đã cường đại rồi, có nhiều lựa chọn tốt hơn. Hạ Hoàn Thuần vẫn đi theo lối tư duy cũ kỹ, Vân Chiêu không thể nói là không thất vọng. Báo cáo chưa hết, Tiền Thiểu Thiểu tiếp tục nói, bệ hạ, mặc dù Hạ Hoàn Thuần đánh bại người Ba Tư, nhưng đám môn đồ của Tôn Quốc Tín mới là kẻ thủ ác thực sự. Bọn chúng đang dùng chém giết xua đuổi để tạo ra chia rẽ khu vực. Từ nay về sau khu vực đó đừng mong yên tình, người Ba Tư, Ả Dập, Đại Minh, La Sát, Thát Đát, lẫn lộn với nhau, tuyệt đối có thể coi là mảnh đất bị ác nguyền rủa. Hạ Hoàn Thuần ứng phó thế nào? Đuổi hết đi đại lục Ấn Độ rồi ạ. Vân Chiêu gật gù, cũng tốt, đại lục Ấn Độ là nơi nhiều dân tộc hỗn cư, tới đó họ có thể sống được. Tiền Thiểu Thiểu kiến nghị, bệ hạ, chúng ta nên xử lý dứt điểm, nếu không di họa vô cùng. Vân Chiêu phất tay, bỏ đi, không câm không điếc khó làm công bà, cứ vậy đi, hôm nay trẫm làm thịt hấp, lát chúng ta uống một chén. Tiền Thiểu Thiểu đành thở dài theo Vân Chiêu rời thư phòng. Bước sang năm Tân Hoa thứ 11, hoàng đế thay đổi rất nhiều, chẳng còn như trước kia yêu cầu mọi chính vụ đều phải hoàn mỹ. Giờ cái nào đùn đẩy được thì đùn đẩy, cái nào gác lại được thì gác lại, chết người nhất là lại còn luyện tập thư pháp. Hoàng đế là người ít thiên phú thư pháp nhất mà hắn biết, nhưng lại rất thích tặng chữ người khác. Tiền Thiểu Thiểu nhớ tới bức tranh chữ nhà sang chẳng cần lớn, hoa thơm không ở nhiều treo giữa trung đường nhà mình, hổ thẹn chỉ muốn xé đem đốt lò. Có điều phải nói hoàng đế làm thịt hấp đã đạt tới trình độ siêu phàm thoát tục. Da như da hổ, thịt mỡ sáng ánh, thịt nạc hút no nước thịt, gắp thật nhẹ đưa vào miệng, cắn cái là đứt, miệng thơm cả sau khi nuốt, làm người ta khó quên. Bệ hạ thay đổi rồi, đương nhiên trẫm thay đổi. Vân Chiêu thuận miệng đáp cho có, ánh mắt nhìn Tiền Đa Đa vừa mới tắm xong, nhìn theo từng bước chân của nàng, đột nhiên quát lên với Vân Hoa, ngươi bị ngốc à? Không thấy hoàng hậu xuống lầu sao? Vân Hoa mếu miệng ủy khuất, từ lúc Vân Xuân bị phái đi công cán, nàng thấy mình không cách nào sống được nữa rồi. Ít nhất trước kia cả hai bị mắng là ngốc coi như an ủi phần nào, giờ mỗi mình nàng bị mắng, cảm thấy rất tủi thân. Tiền Đa Đa đưa tay vuốt cái mặt lớn của Vân Hoa, trời trời, thế mà đã khóc à? Vân Hoa nghẹn ngào, hoàng hậu cũng phái nô tỳ đi đi. Tiền Đa Đa lắc đầu, thế sao được, Hà Thương thị già rồi, ta lại không thích người khác hầu hạ, Vân Xuân vì tuổi chó, bát tự không hợp nên mới bị phái đi công cán, ngươi thì khác, tuổi lợn, rất may mắn. Vân Hoa hét lớn, nô tỳ muốn về Ngọc Sơn, nói rồi chạy mất. Tiền Thiểu Thiểu nhìn thấy tỷ tỷ nãy giờ một tay đặt lên bụng, nghĩ ra cái gì, mừng rỡ hỏi, có rồi à. Vân Chiêu vui vẻ giơ ba ngón tay, 3 tháng rồi. Tiền Thiểu Thiểu vứt bát đấy, vù một cái chạy đi đỡ tỷ tỷ. Mỗi bước chân lại nói một câu cẩn thận, đỡ Tiền Đa Đa ngồi xuống, lấy ấm trà hoa mạt lị Vân Chiêu mới pha đặt trước mặt tỷ tỷ. Tiền Đa Đa đẩy ấm trà cho Vân Chiêu, đang có em bé,
không uống trà, tỷ phu của đệ ghét nhất là người khác dùng ấm trà của mình. Tỷ uống thì không sao. Vân Chiêu chỉ cười ha hả, tỷ tỷ đúng là lợi hại. Tiên Thiểu Thiểu kéo tay tỷ tỷ kiểm tra, xác nhận mu bàn tay có bốn hố nhỏ tròn tròn do béo mà ra mới buông tay, thế thì mọi chuyện đều thông rồi. Không biết là vị tiểu công chúa hay tiểu hoàng tử nào, chưa ra đời mà đã cứu bao nhiêu người, đúng là phúc tinh của Đại Minh. Chỉ là thằng nghiệt chướng Hạ Hoàn Thuần kia, rốt cuộc là Hạ Hoàn Thuần không chịu đi Diêu Châu, cho nên mới làm loạn Đát La Tư để triều đình không thể gọi hắn về. Vân Chiêu xua tay, bỏ đi, Đát La Tư xa quá, dù có thiên phạt cũng không tới đầu hắn được. Tiên Thiểu Thiểu nói, hắn cũng biết mình gây tội, cho nên dâng tấu, xin tỷ tỷ gửi cho một bà nương Vân Thị. Tướng mạo không quan trọng, thông tuệ hay không cũng không quan trọng, chỉ cần tỷ tỷ gửi tới là hắn cưới. Tiền Đa Đa ôn nhu xoa bụng, thôi, không cần dùng nha đầu ngốc của Vân Thị đi chà đạp hắn nữa, hắn đã không thích thì tùy hắn, chàng nói sao. Vân Chiêu gật gù cười như di lặc, rất tốt. Mong đợi suốt bao năm mới có đứa con này, Vân Chiêu thực sự mừng tới quên hết rồi, gần 3 tháng qua chủ yếu chăm sóc Tiền Đa Đa, chính vụ gạt hết sang bên. Chẳng hề gì, một đế quốc hoàn thiện, trước tiên phải có một cơ chế hoàn thiện. Đế quốc Lam Điền to lớn sẽ không vì thiếu một hai người mà ngừng vận chuyển, cho dù là Vân Chiêu không có ở đó, cũng chẳng ảnh hưởng tới thao tác thường nhật của nó. Trong tình huống chế độ kiện toàn, đường lối rõ ràng, mỗi người đều biết vị trí của mình ở đâu, nếu vị trí nào đó thiếu người sẽ lập tức có người bù đắp vào. Vân Chiêu chết, Vân Chương bù vào, Vân Chương chết Vân Hiển thay, Trương Quốc Trụ chết có Từ Ngũ Tưởng. Tất cả được viết rõ ràng trong luật lệnh, không có tranh cãi gì. Cho nên Vân Chiêu trốn ở Dương Châu nửa năm, đế quốc Lam Điền vẫn vững vàng, không có nhiều chuyện khiến Vân Chiêu phải nhọc công. Thích ra biển đều ra biển rồi, không thích ra biển cũng bị hoàng đế ép ra biển rồi. Tóm lại ra biển đã thành câu nói cửa miệng của người Đại Minh thời gian này. Tiền Khiêm Ích cũng ra biển rồi. Ông ta đi rất dứt khoát, không chỉ bản thân, toàn bộ cả nhà cũng đi theo. Liễu Như Thị toàn lực ủng hộ hành vi của lão trượng phu, vì thế nàng làm nhiều bài thơ tán dương. Trong thi ca của nàng, bản địa Đại Minh như bùn đất, đám người Vân Chiêu là run rế chui rúc trong đó, lão trượng phu của nàng là chí sĩ Thanh Cao. Vân Chiêu nghe được tin này, suy nghĩ hồi lâu, định đưa cả nhà này tới Châu Phi, ý chỉ sắp viết xong thì Tiền Khiếm Ích khoái mã tới Dương Châu. Ông ta quỳ trước cửa hành cung quỳ mãi không đứng lên. Vân Chiêu biết với tính cách cẩn trọng của Tiền Khiêm Ích sẽ không làm cái việc chuốc phiền toái vào thân như thế, nhất định là do tiểu lão bà dũng cảm tự ý làm. Ném cho ông ta một thanh đao, nói với ông ta, chỉ cần chém một tay Liễu Như Thị sẽ không đưa cả nhà họ đi Châu Phi. Tiểu lão bà mà, trừ Tiền Đa Đa sống như phượng hoàng chín trên tầng trời ra thì còn lại sống không được tốt. Lần này Liễu Như Thị gây họa lớn như thế, Vân Chiêu thấy lấy một cái tay không hề quá. Hơn nữa với tính cách của Tiền Khiêm Ích tám thành sẽ làm thế, ông ta khoái mã tới Dương Châu cầu xin đã là chọn tình ý với Liễu Như Thị rồi. Đi đi, sai người đưa tay tới, cả nhà ngươi sẽ đi Diêu Châu. Ngữ khí của Vân Chiêu bình tĩnh, không vì chuyện này mà nói khó nghe, thiếu một tay không gây ảnh hưởng tới Liễu. Như Thị tiếp tục hầu hạ Tiền Khiêm Ích, Tiền Khiêm Ích từ lúc gặp Vân Chiêu chưa nói câu nào, nhưng lễ nghi vô cùng chu toàn, chuyện bày ra đó, giải thích vô tác dụng, còn chọc giận hoàng đế. Nhặt đao dưới đất lên, nhìn sắc mặt hoàng đế không thể hiện chút hỉ nộ nào, lòng đầy bi thương. Ông ta xòe tay, cắn răng, ấn đao xuống. Chương 1088, giết giáo hoàng. Ngón út rời bàn tay Tiền Khiêm Ích, thân sắc hoàng đế không đổi, ông ta lại ấn đao xuống, ngón áp út cũng rời tay. Lúc này mới thấy hoàng đế lộ vẻ trào phúng, mặt ông ta trắng bệch, có lẽ do quá đau người run bần bật, vẫn đặt đao lên ngón giữa ấn xuống. Lần này đao không cắt được xương, mồ hôi ròng ròng trên mặt, ông ta chuẩn bị chặt. Bỏ đi, ngươi thắng rồi, trẫm lấy hai ngón tay của ngươi, chuyện này coi như xong. Vân Chiêu khoát tay, Tiền Khiêm Ích cung kính khấu đầu, tạ ơn bệ hạ không giết. Vân Chiêu nhìn ông ta xé áo băng bó tay, trong lòng trẫm, ngươi chưa bao giờ là người có phẩm chất kiên cường, nhưng hôm nay ngươi đã biểu hiện ra phẩm chất đó, trẫm lùi một bước có sao. Lần này ngươi làm rất tốt, trẫm không phải không dự liệu được ngươi sẽ tới cầu xin, nói cho ngươi biết, dù ngươi có nói hay ho cỡ nào, trẫm cũng lấy cánh tay Liễu Như Thị. Không ngờ ngươi có dũng khí trực tiếp dùng thân thể của mình làm giá mặc cả, cắt một ngón. Đại trượng phu mới làm được,
cắt hai ngón cần nghị lực vô song, cắt ngón thứ ba thì phải đủ tàn nhẫn, trẫm không phục. Thôi coi như trẫm bị ăn chửi cũng được, ngươi dùng hai ngón tay đổi lại địa vị đứng đầu Văn Giản chiếm lợi lớn rồi. Tiền Khiêm Ích dập đầu thêm ba cái, tạ ơn bệ hạ khoan dung. Thân thể lông tóc do cha mẹ ban cho, không dám hủy hoại. Nếu bệ hạ không định dùng ngón tay này để cảnh cáo thiên hạ, vậy xin cho thần mang về, mai này chôn cùng cho toàn vẹn. Vân Chiêu mỉm cười gật đầu, chuẩn. Tiền Khiêm Ích nhặt hai ngón tay đứt ở dưới đất lên, lần nữa thi lễ rời hành cung. Vân Chiêu nhìn vũng máu trên mặt đất lẩm bẩm, có phải kẻ nào kẻ nấy đều thấy trẫm dễ bắt nạt không? Một kẻ trên lịch sử đối diện với Mãn Thanh tới đầu gối không thẳng lên được, vậy mà trước mặt trẫm lại không biết sợ. Thật khó tin. Lê Quốc Thành từ ngoài đi vào, nhìn vết máu còn tươi, tặc lưỡi, thần nghe nói người Giang Nam thích dùng ngựa đổi tỳ thiếp, dùng hai ngón tay đổi tỳ thiếp thì chưa nghe nói bao giờ, bội phục. Bệ hạ, Liễu Như Thị đuổi theo Tiền Khiêm Ích tới Dương Châu, quỳ ngoài hành cung nói là để nhận cái chết, thấy ông ta mất hai ngón tay thì cực kỳ phẫn nộ. To gan xông vào hành cung, thần đứng trên bậc thềm, đợi ả xông qua cấm khu là chém chết, không ngờ Tiền Khiêm Ích tát một cái đánh ngất ả đưa đi. Bệ hạ, nữ nhân ngu ngốc này làm sao sống được tới bây giờ? Vân Chiêu ngồi về ghế của mình, mân mê ngón tay, chắc là ông trời bồi thường cô ta. Lê Quốc Thành đặt một bản văn thư lên bàn, đúng như dựa, liệu của bệ hạ, các tiên sinh ở Đại học Đường Ngọc Sơn đều theo Tiền Khiêm Ích ra hải ngoại, bao gồm Chu Thuấn Thủy tiên sinh mà người coi trọng, ngoài ra có đám Lưu Tông Chu, Vương Phu Chi, Phương Dĩ Trí, hơn 100 người. Nguyên Thọ tiên sinh đánh giá chuyện này ra sao? Bệ hạ, Thư viện Ngọc Sơn đóng cửa rồi. Hả? Đóng cửa là sao? Từ tiên sinh đóng đại môn thư viện, lệnh toàn bộ tiên sinh học sinh ở lại thư viện học tập, không chỉ thế toàn bộ Thư viện Ngọc Sơn trong thiên hạ đóng cửa. Vân Chiêu lắc đầu, tiên sinh quá hẹp hòi rồi. Lê Quốc Thành không dám bình luận, cục diện bây giờ quá quỷ dị, không ai đoán được mục đích cuối cùng của Hoàng đế là gì. Về tới hậu viện, chưa đợi Vân Chiêu ngồi xuống đã nghe thấy Phùng Anh nói, ai cũng đi cả rồi, bệ hạ không lo mình thành cô gia quả nhân sao. Vân Chiêu đặt tay lên bụng nàng đã biết thế sao không sinh thêm vài đứa chơi với ta, giờ ta rảnh rồi có thể chơi đùa với các con. Nay ra biển đã thành phong trào, trăm vạn bách tính muốn rời bản địa đi Nam Dương, đi Diêu Châu phát tài, một mình thiếp sinh thì tác dụng gì. Một người cũng không bỏ qua, tối nay sinh luôn. Phùng Anh chỉ nhìn thấy người ở bản địa Đại Minh đang nhanh chóng biến mất, không nhìn thấy ở châu Âu cũng có rất nhiều người đang biến mất. Nàng không thấy cũng là bình thường thôi, vì châu Âu cách Đại Minh quá xa, dù Hoàng đế Vân Chiêu cũng chỉ biết tin tức lẻ tẻ. Có điều tin tức về giáo hoàng Anh Nặc Xâm Đệ Thập qua đời thì y biết. Một giáo hoàng bị thượng đế gọi về chẳng có gì đặc biệt, dù sao trước ông ta đã có 238 giáo hoàng đi hầu hạ thượng đế. Chẳng nhìn thấy thiên sứ giáng lâm đón giáo hoàng, cũng chẳng thấy cột lửa thẩm phán trên trời giáng xuống, đem sứ đồ cung nơi giáo hoàng cư ngụ đốt thành cho bụi. Ngày hôm đó trong thành La Mã chẳng có chút gì khác thường, ngay cả bầu trời cũng chẳng quang đã hay âm u, chỉ có đám bồ câu vì không ai cho ăn bắt đầu hung dã cướp của người đi đường. Tiểu địch Tạp Nhĩ thu hồi ánh mắt từ đám bồ câu, bóp nát bánh mì đen, buông tay một cái, liền có con bồ câu đáp xuống ăn vụn bánh mì. Một con bồ câu không đủ ăn, tiểu ngả mễ lệ ăn rất khỏe, bồ câu lại nhỏ, vì thế nó xòe cả tay trái ra. Ông ngoại từ mới từ tòa án tôn giáo ra cũng cần một món ăn ngon. Giáo hoàng Anh Nặc Xâm X đã chết, những nỗ lực đoàn sứ tiết Đại Minh ở châu Âu làm trôi theo dòng nước. Vì giáo hoàng mới được tuyển ra Á Lịch Sơn Đại Bảy khác hoàn toàn giáo hoàng cũ. Anh Nặc Xâm là người tư tưởng bảo thủ, ủng hộ thân tộc ở Tây Ban Nha, từ chối thừa nhận sự độc lập của Bồ Đào Nha, đàn áp dị dạo cực kỳ mạnh tay. Bây giờ Á Lịch Sơn Đại Bảy tốt nghiệp đại học Tích Gia Nạp không phải là người thích tiền tài, thích giao công vụ cho thân tín, còn mình trốn trong sứ đồ cung uống rượu ngày đêm nữa. Ông ta được giáo dục bậc cao, ông ta nhận, gia thần học đã tới lúc nguy ngập, rất nhiều điển tịch cũ đã không thể giải thích cho kín kẽ nữa, Á Lịch Sơn Đại Bảy chuẩn bị tìm tung tích thần trong học vấn mới. Vân Chiêu thông qua tin tức này rốt cuộc hiểu ra vì sao khoa học mới ở châu Âu giai đoạn đó lại hưng thịnh khác thường như thế. Ca Bạch Ni bị giáo hoàng nghi ngờ cả đời, Gia Lợi Lược bị giám thị cả đời, Bố Lỗ Nặc bị đưa lên hỏa hình đài. Tòa án tôn giáo làm tất cả chuyện nó có thể, học vấn mới không biến mất, ngược lại càng có nhiều người tìm kiếm học vấn mới. Á Lịch Sơn Bảy không thể sống trên nhân gian.
Đó là phản ứng đầu tiên của Vân Chiêu khi xem xong văn thư. Thần học châu Âu phải đề phòng, phải chèn ép học vấn mới, tòa án tôn giáo nhất định phải gánh lấy trọng trách, trấn áp tàn khốc nhất đối với mọi dị đoan tà thuyết xuất hiện ở châu Âu. Phải để dị đoan tà thuyết đó sinh sôi nảy nở ở Đại Minh, để tôn giáo tiếp tục giữ cảm giác tồn tại siêu nhiên. Lần này Vân Chiêu dùng bút đỏ viết lệnh ám sát. Điều này có nghĩa là phàm những đồng minh bí mật của đế quốc Đại Minh đều có nghĩa vụ chấp hành, hơn nữa phải chết mới thôi. Kiều Dũng theo tiểu địch Tạp Nhĩ tới La Mã sắc mặt âm trầm, Trương Lương cũng không nén được lửa giận. Nếu như anh Nặc Xâm X sống thêm 2 tháng nữa thôi, hắn có cách thông qua đường bí mật đưa ngài địch Tạp Nhĩ từ tòa án tôn giáo ra, đương nhiên còn có những người bạn của ông ta. Chỉ cần đưa những người đó rời tòa án tôn giáo, lục địa châu Âu không còn chỗ cho họ sống nữa, phải lên thuyền tới phương Đông xa xôi. Sau khi Á Lịch Sơn Đại Bảy thành giáo hoàng, ông ta lập tức hạ lệnh thả địch Tạp Nhĩ cùng với người liên quan tới khoa học mới ở tòa án tôn giáo. Làm đám Kiều Dũng trở tay không kịp, bố trí suốt 2 năm, tốn vô số tiền bạc, cuối cùng nhận lấy kết quả này, đám người Trương Lương không chấp nhận. Giờ chỉ còn cách giết giáo hoàng. Kiều Dũng nghiến răng nói, Trương Lương nhíu mày, Á Lịch Sơn Đại Bảy ở Trung Sử Đồ Cung, canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta không có cơ hội ra tay. Kiều Dũng cười lạnh, 10 ngày nữa thôi là ngày di tát do giáo hoàng chủ trì, cũng là lần đầu tiên ông ta xuất hiện với thân phận giáo hoàng, mai phục trong đám đông, ám sát. Các bạn đang nghe truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1089, Phương Đông có quốc gia gọi là Đại Minh, 1. Tiền thuộc về tiểu địch Tạp Nhĩ, sau khi ông ngoại của nó bị đưa vào tòa án tôn giáo, liền thuộc về tòa án tôn giáo. Một năm qua với ngài địch Tạp Nhĩ mà nói chẳng khác gì bị giày vò dưới địa ngục. Trước khi bị đưa vào tòa án tôn giáo, ông bị giam trong ngục Ba Sĩ Đề. Tòa ngục này xây 270 năm trước, hình dạng giống thành bảo, được người Anh dùng tác chiến. Nơi này chứng kiến vô số nhân vật anh hùng bất tử, chứ danh nhất là Thánh nữ Trinh Đức nước Pháp. Nơi này chứng kiến Thánh nữ Trinh Đức bị tòa án tôn giáo do Anh khống chế phán tội dị đoan và phù thủy đem thiêu sống, cũng chứng kiến tòa án tôn giáo Pháp lấy lại danh tiếng. Dù làm thế nào thì Trinh Đức vẫn bị thiêu sống, ngay gần đây. Cùng với chiến tranh Anh-Pháp đình chỉ, thêm vào thành Paris mở rộng, ngục Ba Sĩ để thành kiến trúc trong thành, mất đi công năng quân sự. Tòa ngục này có hào sâu, có cầu treo, tường thành dày, còn khống chế cao điểm ở Paris, dễ thủ khó công được dùng làm nhà ngục, giam giữ phạm nhân trọng yếu. Khi ngài địch Tạp Nhĩ bị giam trong ngục Ba Sĩ Đề, Trương Lượng bỏ ra 600 đồng bạc mua chuộc từ trên xuống dưới. Vì thế cuộc sống trong ngục của ông rất tốt, chí ít mỗi ngày được uống sữa bò tươi, ăn bánh mì. Cứ 10 ngày còn được gặp hai đứa cháu ngoại tiểu địch Tạp Nhĩ và tiểu ngả Mễ Lệ. Thậm chí vào thời điểm đặc thù ông còn được cùng tiểu địch Tạp Nhĩ thảo luận vấn đề toán học khô khan ngay trong ngục Ba Sĩ Đề. Ngài địch Tạp Nhĩ là người có ý chí kiên cường tới khó tin, đối diện với những cám dỗ của tòa án tôn giáo, ông vẫn giữ được phẩm hạnh chính trực. Kiên trì cho rằng khoa học mới là khao học tiến bộ, là ngày mai của nhân loại, vì thế ông không cúi đầu trước tòa án tôn giáo. Nếu như không phải có hai đứa cháu cưng mong đợi từng ngày ở bên ngoài, ông thấy mình ngồi nhà giam cả đời cũng không phải là chuyện xấu. Vì như thế ông có thể khiến thêm nhiều người được mình cổ vũ, ưỡn ngực tấn công vào tòa án tôn giáo dã man ngu muội. Trong mắt ông, tòa án tôn giáo là ung nhọt của thế giới, phải cắt bỏ nó, nếu không khoa học mới sẽ không có đất sinh trưởng. Kiều Dũng vô cùng khâm phục tiết tháo của ngài địch Tạp Nhĩ, thậm chí có thể thấy bóng dáng các tiên hiền thời xưa của Đại Minh trong ông, có lẽ đó là điểm chung của nhân loại. Khi tầm nhìn của một người đã xa hơn, tai họa trước mắt không còn là gì nữa. Trong thời gian ở trong ngục, ngài địch Tạp Nhĩ hoàn thành một lần suy ngẫm dài trong đời, thông qua lần suy nghĩ này lần nữa xác định mệnh đề triết học mấy năm trước ông ta suy diễn ra. Ta nghi ngờ, ta tư duy nên ta tồn tại. Ông ta cho rằng khi nhân loại suy nghĩ thì nhất định phải có vật tham chiếu cố định, nếu không sẽ lệch lạc, không toàn diện. Ông ta thích dùng phương thức đối chiếu này suy nghĩ vấn đề, tạo thành kiến giải mới trong hệ thống triết học. Luận nhị nguyên, ông cho rằng nếu đã có thượng đế thì sẽ có ma quỷ, có chết phải sống, có xấu phải có tốt. Cách nói này rất cực đoan, không dùng phương thức biện chứng nhìn thế giới. Ông ta tuyên bố mình trầm tư là để bảo vệ tín ngưỡng Cơ Đốc giáo, nhưng ngài địch Tạp Nhĩ bí mật tuyên truyền tín ngưỡng tự nhiên luận và vô thần luận.
Bạn thân của ông là Bố Lai Tư, Mạt Tư Tạp nói, ta không thể tha thứ cho Địch Tạp Nhĩ, trong toàn bộ triết học của ông ta đều muốn gạt bỏ Thượng Đế. Nhưng ông ta lại không thể không cần Thượng Đế khẽ chạm một cái để thế giới vận động, trừ điều đó ra thì ông ta không cần tới Thượng Đế nữa rồi. Đám sứ giả Đại Minh như Kiều Dũng, Trương Lương lấy học thuật Đại Minh nhìn ngài Địch Tạp Nhĩ, nói ông đang ở thời khắc quan trọng nhất trong đời, gọi là giác ngộ. Sau khi giác ngộ sẽ thành thánh nhân. Giống như Vương Dương Minh tiên sinh của Đại Minh luyện khí trong quân doanh, đột nhiên hú dài chấn động 10 dặm. Chính vì đã vào nhà giam vẫn không chịu từ bỏ thứ khoa học dị đoan, ông bị đưa tới La Mã đợi ngày phán xử. Khi ngài Địch Tạp Nhĩ tới La Mã, chính là lúc ông bị hỏa thiêu. Ai ngờ khi ông vừa vào tòa án tôn giáo La Mã thì vị giáo hoàng hạ lệnh bắt ông chết đột ngột. Sau đó vào một buổi sáng đầy ánh nắng, ngài Địch Tạp Nhĩ rời nhà giam, tới gặp cháu trai cháu gái đã đợi ông từ lâu. Lúc đi, ông không cảm ơn giáo hoàng Á Lịch Sơn Đại Bảy. Ông đơn giản cho rằng một người tiếp nhận giáo dục bậc cao như giáo hoàng Á Lịch Sơn Đại thì có tầm nhìn rộng, không cần phải cảm ơn. Ngược lại giáo hoàng phải cảm ơn ông ta, vì ông ta còn sống. Ông cho rằng cái đầu của mình không thuộc về mình nữa, nó thuộc về nước Pháp, thậm chí là toàn nhân loại. Ông chết là tổn thất của thế giới này, nên giáo hoàng phải cảm ơn ông ta. Mặc dù nhà ngục không gây tổn hại tới ông, nhưng thân thể yếu ớt của ông không thể lập tức rời La Mã về Paris. Vì thế ông ở lại La Mã đầy ánh nắng nghỉ dưỡng một thời gian, thuận tiện đi tìm giáo hoàng đòi số tiền thuộc về cháu ông ta. 2 năm trôi qua, tiểu Địch Tạp Nhĩ đã trở thành thiếu niên anh tuấn, tiểu ngả mễ lệ cao hơn rất nhiều. Làm ông kiêu ngạo nhất là tiểu Địch Tạp Nhĩ di truyền tướng mạo của ông ta, vừa bước vào tuổi thiếu niên trên mặt đã có tàng nhang, rất giống ông ta. Chỉ là tóc họ không giống nhau, tóc ông màu đen, còn tiểu Địch Tạp Nhĩ và ngả mễ lệ tóc vàng. Nữ phó và nam phó đều ở lại Paris, cho nên chỉ còn 2 đứa cháu chăm sóc ngài Địch Tạp Nhĩ. Sau khi được ngả mễ lệ giúp tắm rửa, ngài Địch Tạp Nhĩ thấy một bức sáng thịnh soạn trên bàn, nhất là 2 con chim ngói nướng cháy vàng làm ông ta rất thích. Có điều khi ông đưa thịt chim ngói vào miệng mới nhận ra đây là thịt chim sẻ, ngài Địch Tạp Nhĩ cười lớn, cười tới không thở nổi, nói với cháu trai, ông ta đoán được lai lịch của chúng, đây là chim sẻ ở quảng trường Đại Giáo Đường à. Tiểu Địch Tạp Nhĩ không cười, lãnh đạm nói, giáo hoàng không cần chim sẻ. Đó không phải là lỗi của giáo hoàng hiện giờ, mà là lỗi của giáo hoàng trước. Ông cũng đang ăn chim sẻ của giáo hoàng trước mà. Ngài Địch Tạp lại cười lớn, nói thế cũng đúng. Ăn sáng xong, 2 ông cháu Địch Tạp Nhĩ đi tản bộ, đó là yêu cầu của tiểu Địch Tạp Nhĩ, nó cho rằng làm vậy giúp ông ngoại sống lâu hơn. Ngài Địch Tạp Nhĩ nhìn sách trong tay cháu mình liền cau mày, cháu thích phương Đông sao? Vâng, cháu nghe nói ở phương Đông xa xôi có một quốc gia cường đại, Văn, Minh, giàu có gọi là Đại Minh, cháu rất muốn tới xem. Ừ, từ những thương nhân và truyền giáo sĩ ở đó về, ông cũng biết ít tin đồn về phương Đông, nghe nói nơi đó có nhiều nhân vật giỏi giang. Nếu cháu thích, ông có thể giúp cháu hẹn cha Cố Thăng Nhược Vọng, ông ấy vừa từ phương Đông xa xôi về tới La Mã. Hơn nữa nghe nói ông ấy đã dạy học nhiều năm ở Thư viện Ngọc Sơn nổi tiếng nhất Đại Minh, ông nghĩ cháu sẽ có tin tức chính xác nhất về Đại Minh. Tiểu Địch Tạp Nhĩ ngước mắt lên, thực sự là được sao, ý cháu là, khi ông đi gặp cha Cố Thăng Nhược Vọng có thể dẫn cháu theo sao? Ngài Địch Tạp Nhĩ véo cái má non nớt của cháu trai, bọn ông hẹn nhau buổi tối ngày kia, khi đó có rất đông người, đều là nhân vật lớn. Khi đó nhớ lấy lá trà cháu thính thích và bánh khô của ngả mễ lệ chiêu đãi họ. Chương 1090, phương Đông có quốc gia gọi là Đại Minh, 2. Cùng lúc đó Á Lịch Sơn Đại Bảy cũng đang triệu kiến cha Cố Thăng Nhược Vọng ở Sử Đồ Cung. Á Lịch Sơn Đại Bảy dựa lưng vào ghế, ông không thích vị truyền giáo sĩ trông sạch sẽ quá mức này, mặc dù những truyền giáo sĩ này là người không thể thiếu của Phạm Đế Cương. Nhưng cái nhìn của ông với Thăng Nhược Vọng không tốt, nhất là khi ông ta thổi phồng cái quốc gia phương Đông quá mức. Cương vực đế quốc Lam Điền lớn hơn toàn bộ châu Âu, quân đội của họ rất cường đại, hoàng đế của họ anh minh tới mức làm người ta sợ hãi. Á Lịch Sơn Đại không ngăn cản những lời hùng hồn của Thăng Nhược Vọng vì ở đây còn có rất nhiều hồng y đại giáo chủ. Thực sự quản lý giáo hội không phải giáo hoàng mà là những hồng y đại giáo chủ kia. Những hồng y đại giáo chú không cách nào tưởng tượng một quốc gia lớn bằng châu Âu có gần 200 triệu nhân khẩu là thế nào. Giáo hoàng, tôi không tin trên thế gian có quốc gia như thế,
nếu có quân đội của họ đã tới châu Âu rồi. Vì theo lời cha xứ Thăng Nhược Vọng nói, quân đội của họ rất cường đại, quốc gia của họ rất giàu có, tới mức khó tin. Một hồng y giáo chủ Thụy Điển không đợi Thăng Nhược Vọng nói hết đã cắt lời, một đại giáo chủ già nua khác nói, bọn họ tới hai lần rồi. Hồng y Thụy Điển nhíu mày, sao tôi không nhớ? Hồng y già thở dài, xem ra ông quên A Đề Lạp, cũng quên Thành Cát Tư Hãn. Hồng y Thụy Điển lập tức hỏi, là họ à? Thăng Nhược Vọng lắc đầu, giáo hoàng, không phải họ, vương triều Đại Minh bây giờ còn hung mãnh hơn cả A Đề Lạp và Thành Cát Tư Hãn. Tôi tận mắt chứng kiến quân đội của họ, quân kỷ nghiêm minh, trang bị cực tốt. Giáo hoàng, nếu không kêu gọi châu Ân kết thúc nội chiến, thống nhất đối ngoại, bọn họ sẽ đánh tới châu Âu. Hồng y anh nói, bọn họ đã tới rồi, nhưng chỉ là sứ giả, thương nhân, bá tước Nạp Nhĩ Tốn nước Anh đã chiến đấu với người Minh và thất bại. Ông ấy có gửi thư về miêu tả tỉ mỉ cuộc chiến, một binh đoàn tinh nhuệ của đế quốc Đại Anh toàn, bộ chiến tử trên hòn đảo nhỏ. Trong đại điện tức thì có tiếng rì rầm bàn tán, nhiều người chưa biết tin này. Ngươi ở nước Minh truyền bá vinh quang của chúa 30 năm, có thu hoạch gì không? Á Lịch Sơn Đại Bảy không có hứng với chiến tranh giữa nước Anh và nước Minh, nước Anh dập không nổi tân giáo. Còn để đám dị giáo đồ chặt đầu hoàng đế, cho nên nghe nói quân Anh bị thua, còn thấy đó chưa chắc đã là chuyện xấu. Thưa giáo hoàng, tôi không có quá nhiều công tích, chỉ xây được một giáo đường trên Ngọc Sơn, ngọn núi linh hồn của nước Minh. Giáo đường đó còn được mang danh hiệu hoàng gia, có thể nói nó đứng đầu trong toàn bộ giáo đường phương Đông. Thang Nhược Vọng tất nhiên không kể cuộc sống như tù đồ của mình ở Đại Minh, Á Lịch Sơn Đại Hồ nghi về Thang Nhược Vọng. Ông ta không quen thuộc phương Đông, trong mắt ông ta, phương Tây mới là trung tâm văn minh thế giới, còn lại không đang luận. Có điều Thang Nhược Vọng có chuẩn trước. Mở một cái dương mang theo bên cạnh ra, lấy một quyển trục mời hai vị mục sư trẻ mở từng chút một, bức tranh hoành vĩ dài tới 20 mét xuất hiện. Trên tranh là ngày thánh đản bách tính Ngọc Sơn lên quang minh điện chúc mừng. Vì bức tranh này Thăng Nhược Vọng tổng cộng hao phí 1.900.000 đồng bạc tệ để mua vô số rượu ngon thức ăn cùng món quà nhỏ, đồng thời quảng cáo mời bách tính trong thành Ngọc Sơn kéo nhau lên điện quang minh ăn uống chơi bời. Tất nhiên cũng bỏ 200 đồng bạc mời mấy chục họa sư cao minh vẽ lại cảnh đêm đó, cuối cùng thành bức tranh này. Trên bức tranh, hoa sư dùng thủ pháp tả thật của bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ, mỗi cành cây ngọn cỏ, mỗi con người, mỗi con gia súc, mỗi cửa hiệu, mỗi tảng đá đều vẽ sống động như thật. Không chỉ thế, trong bức tranh này còn vẽ trạm xe lửa Ngọc Sơn, thư viện Ngọc Sơn cùng với tàu hỏa phụ khói trắng đưa người lên sơn cốc. Á Lịch Sơn Đại Bảy cùng các vị hồng y đi qua bức tranh, vừa thảo luận vừa nghe Thăng Nhược Vọng giải thích. Thăng Nhược Vọng đã quen với cuộc sống thường nhật ở Ngọc Sơn, nhưng sau khi được vẽ lên tranh, đưa tới La Mã, ngay ông ta cũng trở nên kích động. Đây là thành thị phồn hoa nhất ở nước Minh sao? Á Lịch Sơn Đại Bảy cố áp chế nhịp tim cuồng loạn hỏi, Thăng Nhược Vọng liên tưởng tới thành thị u ám bẩn thỉu ở châu Âu, khẽ thở dài. Thưa giáo hoàng, đây là ngọn núi, trên đó chỉ có một thư viện, một viện nghiên cứu vũ khí và các chùa miếu hùng vĩ, không có gì khác. Dưới ngọn này có một tòa thành, gọi là thành Ngọc Sơn, gia tộc hoàng đế hiện nhiệm sinh ra ở đây, cách đó 100 dặm là tòa thành cực lớn vượt xa La Mã, tên là Trường An. Trong tòa thành đó có 150 vạn nhâu khẩu. Tòa thành lớn như vậy ở Đại Minh có ba cái nữa là Yến Kinh, Nam Kinh và Quảng Châu. Đô thành bọn họ ở đâu? Á Lịch Sơn Đại Bảy xem hết tranh về chỗ ngồi mân mê quyền trượng của mình hỏi, bọn họ ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc đều có đô thành, chính là bốn tòa thành nhân khẩu trên 100 vạn, chỉ có điều hoàng đế hiện nhiệm không thích ở hoàng cung lớn trong đô thành, thích ở trong hành cung nhỏ. Á Lịch Sơn Đại trầm ngâm rất lâu mới nhìn các hồng y bàn tán nãy giờ, các ngươi nhìn nhận thế nào về nước Minh? Hồng y pháp bố Lỗ Ngõa đi tới, thưa giáo hoàng, tất cả mới chỉ là nghe nói, tất cả chỉ từ miệng Thăng Nhược Vọng mà ra. Mà chúa toàn năng đã nói với chúng ta, nếu muốn biết chân tướng, phải tự mình đi nhìn. Ai có thể làm con mắt của ta? Một vị hồng y già từ trong đám đông đi ra, giáo hoàng, tôi có thể làm tai mắt của người. Ông muốn đi nước Minh à? Á Lịch Sơn Đại Bảy không đồng ý ngay mà hứng thú nhìn vị hồng y ăn mặc rách dưới này, thân là khổ tu sĩ, đôi chân của tôi phải đi khắp nơi truyền bá vinh quang của Chúa. Thang Nhược Vọng thấy đoàn trưởng của khổ tu đoàn đã bước ra liền không nói nữa, ông biết chỉ bằng vào lời của mình không thể khiến giáo hoàng tin. Cần một người phẩm đức cao vời không tì vết nào đứng ra, theo ông ta về Đại Minh,
đem hiện trạng Đại Minh nói với giáo hoàng. Cáp Duy Tích, ông có thể đi thì tốt quá rồi, chúng ta sắp phải đối diện với một kẻ địch cường đại, nhưng chúng ta lại không biết gì về kẻ địch đó. Ta cần ông đi phương Đông một chuyến, dùng đôi mắt của ông, đôi tai của ông, tâm tư của ông để suy nghĩ. Chỉ có thể chúng ta mới có thể nhanh chóng điều chỉnh phương pháp ứng phó, lần này cho ông mang theo 20 khổ tu sĩ. Alex Sơn Đại Bảy nói xong như đã mệt, khép mắt lại, Thăng Nhược Vọng theo các hồng y ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn lại hai mục sư cầm bức tranh đứng đó. Những người chướng mất đã đi cả, Alex Sơn Đại mới mở mắt, lần nữa đi tới trước bức tranh, không nhìn giáo đường đứng trên ngọn núi tuyết mà nhìn tàu hỏa đi xuyên qua hẻm núi. Không ngờ người Minh sử dụng máy hơi nước như thế này rồi. Đám Kiều Dũng, Trương Lương không tìm ra được cơ hội vào Sử Đồ Cung, mà dù có vào được cũng vô ích, cung điện đó rất lớn, không cách nào tìm được giáo hoàng trong đó. Không biết vì sao Kiều Dũng thực sự muốn giết giáo hoàng, không phải vì vừa đăng cơ đã thả ngài Địch Tạp Nhĩ, cũng không phải giáo hoàng đăng cơ tuyên bố tước đoạt một phần quyền lực tòa án tôn giáo, mà từ một loại trực giác. Hắn cảm thấy không giết giáo hoàng sẽ phạm sai lầm vô cùng lớn. Nhưng dù thương lượng thế nào cũng không ra kết quả, xem ra chỉ có thể đợi ngày giáo hoàng rời Sử Đồ Cung thôi. Tiểu Địch Tạp Nhĩ đã có tư cách ngồi trên bàn tham dự thảo luận, đột nhiên nói, chuyện này hay là để cháu làm, cháu là một đứa bé, họ sẽ không để ý. Trương Lương nhìn Địch Tạp Nhĩ nói, cháu không phải quân nhân, cũng không phải là thích khách, với Đại Minh mà nói, cháu quan trọng hơn cả giáo hoàng, dùng ngọc thạch đi chọi đá, dù đập đá vỡ nát, bên thiệt vẫn là chúng ta. Các bạn vừa nghe xong tập 109 của bộ truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.